Singer Việt Nam All Star Concert hoành tráng nhất năm 2022. Bạn nhất định không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, 15 mascot cùng trình diễn trên một sân khấu, quy tụ những màn kết hợp có 102 của các vocalist hàng đầu. Thưởng thức tất cả những ca khúc hay nhất, tận hưởng sân khấu, live band và không khí âm nhạc đẳng cấp, giao lưu với những thần tượng mà bạn yêu mến. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại sân vận động Phú Thọ. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Khám phá ngay combo áo và nón chỉ có trên vshop để quẩy thật sung trong đêm The Masked Singer Việt Nam All Star Concert bạn nhé. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Muốn nhạc cực chất đã quá Pepsi ơi. Đêm nay đêm chung kết mà tất cả chúng ta đang mong chờ nhất, cuộc tranh tài nảy lửa của bốn chí binh hướng hoàng lửa với những màn thăng hoa đẳng cấp. Lady May giọng ca báu vật triệu view, Tí Nâu em gái quốc dân đầy màu sắc, và cuối cùng Quái Kiệt làng nhạc Việt Ocean, tất cả đang sẵn sàng để giành lấy chiếc cúp mặt nạ vàng. Hãy cho một cái tên vị đang đến với chương trình nhé. Cảm ơn rất là nhiều và một lần nữa chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Mặt Nạ. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam do Vion và V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, V Channel và V Giải Trí. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được theo dõi sớm nhất và trọn bộ The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Mặt Nạ, thưởng thức hàng ngàn bộ phim, 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, và phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, bung cùng nhạc chất. Và thưa quý vị, đêm nay là đêm chung kết rồi, và chúng ta sẽ sắp sửa được diện kiến với chủ nhân quý báu của chiếc cúp mặt nạ vàng. Trước tiên hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với những gương mặt rất là quen thuộc, không thể thiếu của The Masked Singer Việt Nam. Đầu tiên đó chính là hội đồng cố vấn MC diễn viên Trấn Thơm. Cố vấn thứ hai, ca sĩ Tóc Tiên. Và ca sĩ Đức Phúc. Wow! Thưa hội đồng cố vấn kính mến, ngày hôm nay chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều mùa trăng, cũng đã từng có rất nhiều những lần lộ diện rồi, và lần đầu tiên chúng ta được chiêm ngưỡng em nó, chiếc cúp mặt nạ vàng. Ở sao vậy anh? Không phải của anh, dạ vâng. Vâng, chiếc cúp này theo truyền thuyết được đúc bằng vàng nguyên khối. Thiệt hả anh? Em nói giỡn thôi. À, trời, anh, giỡn.
Ôi nhưng mà em tò mò chiếc cúp kia hơn, cái tai vàng, không lẽ có nguyên cái tai vàng. Cái cúp đó thì có khả năng touch. Định mình. Ủa anh tự tin vậy luôn anh Thành? Không tự tin nhưng mà ý là mình nói là ít ra mình có cơ sở để touch. À còn cái này thì không phải thuộc về xa mình. Vời quá. Hai cố vấn Tóc Tiên và anh Chính Thành thì mình nhớ được là mình đã đoán đúng bao nhiêu nhân vật không ạ? À? Thật ra thì anh đoán đúng hết mà. Anh nói thì về sau nhưng mà first impression á thì chắc tầm được một nửa rồi. Đúng rồi, chứ anh hỏi em chứ cái người hát đầu mà người ta cố tình giả giọng rồi sao mình biết như được. Như chị Hữu chẳng hạn là đó thua. Đúng rồi, chứ bây giờ mình cỡ hai vòng thôi là mình đoán được. Nhưng nói chứ cũng có sai nha. Nhất là sau phát sóng tuần trước thấy chết cha có sai nữa. Tập bán kết của mình là những cái nhân vật mà chúng ta nghi ngờ là chương trình mời lại hết. Ý em nói đó từ đó. Ý em nói là trong tất cả các mùa trăng mà anh trải qua, cái mùa trăng khó nhất đó là mùa trăng rỡ của em. Nhưng mà bây giờ quan ngại là Đức Phúc nè, theo em cái tiết mục lộ diện nào để lại em nhiều ấn tượng nhất? Trước khi mà đến với The Masked Singer Việt Nam thì em nghĩ rằng là màn lộ diện khiến em ấn tượng nhất sẽ là màn lộ diện mà em không có biết cái nhân vật trong đấy là ai. Nhưng mà sau khi mà được trải qua cùng với chương trình một cái quãng thời gian cũng khá là dài rồi, em nghĩ là chắc là em sẽ ấn tượng nhất với cái màn lộ diện của chị Uyên Linh. Tại em thấy cái hôm đấy là mình cũng quá nhiều cảm xúc và nhiều những cái kỷ niệm khi mà được nhắc lại trong cái đêm hôm đấy. Ồ, cảm ơn Đức Phúc ạ. Bây giờ hỏi phỏng vấn nhanh gọn lẹ thôi ạ. Đêm chung kết rồi, hội đồng cố vấn sẽ đặt niềm tin vào ai? Trời ơi, khó vậy anh. Ờ, giống như hỏi tôi bún bò Huế với phở nào ngon hơn vậy. Bốn dòng ca khủng nha. Bốn chứ mình gọi đều là anh chị em đồng nghiệp của mình hết, làm sao mà chọn được. Dạ. Có khi nào mình trao bốn cúp luôn không ta? Không không được đâu anh. Không, mình trao bốn cúp bốn danh hiệu khác nhau. Ở giọng ca ấn tượng, giọng ca triển vọng đồ. Giọng ca biển, giọng ca thanh lịch. Đó, đó nhiều giải lắm. Mình có nhất gì ba mà anh? Ủa có hả? Vâng ạ, à, em tự nghĩ luôn ạ. À. Ủa? Một thôi. Một chiếc cúp duy nhất thôi. Mà lại là một chiếc cúp tai vàng dành cho hội đồng cố vấn thôi. Và MC cũng được một chiếc cúp ạ. Những màn hóa thân ấn tượng của MC chứ. Em tự đề ra cúp đó cho em đó. Và câu hỏi Sương Sương là hội đồng cố vấn mong chờ gì ở những tiết mục ngày hôm nay? À, anh rất là mong chờ họ sẽ được hát một cái bài gì đó mà mình sẽ thấy được họ thật sự cháy với cái bài hát, chứ không còn mang cái tâm lý là biểu diễn. Cái tâm lý biểu diễn, cái tâm lý cháy nó khác nhau ở chỗ là khi mà mình biểu diễn mình vẫn còn lý trí. Dạ đúng rồi. À, mình vẫn còn biết là chỗ này mình phải làm gì, chỗ kia mình phải làm sao. Nhưng mà nếu như một cái người nghệ sĩ mà trong một cái đêm chung kết mà thật sự lúc đó mà người ta được phép quên đi bản thân mình là ai để một lần người ta được sướng với cái nghề của người ta, thì đó sẽ là những màn trình diễn mà tôi nghĩ rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để đi xem, và không phải lúc nào trong cuộc đời người ta cũng có cơ hội để được làm cái chuyện đó. Cho nên tôi hy vọng sẽ có những màn trình diễn như vậy xảy ra trên sân khấu của Masked Singer ở đêm chung kết. Wow, cảm ơn Chính Thành ạ. À, còn Tiên thì sao? Ờ, nếu như vòng bán kết thì em thấy rằng là những cái màn kết hợp rất là hay, cho nên là nếu mà để gọi là mong chờ thì em lại một lần nữa mong chờ, không biết rằng là bốn mascot sẽ có những màn kết hợp như thế nào, cho nên hôm nay mình có kết hợp không anh? Một tiết mục đặc biệt sẽ xuất hiện. À, đó em thích những cái yếu tố bất ngờ như vậy. Chứ bây giờ về cái gọi là cái nội lực, nội công thâm hậu của bốn mascot là tất cả chúng ta đều đã biết hết rồi. Tiên làm sao mà phải có một bài mà bốn bà hát chung, trời chắc chết. Trời ơi. Rung rẩy luôn ạ. Em bật mí trước luôn. Ngày hôm nay ngoài bốn tiết mục đơn ra sẽ có một tiết mục hòa giọng của cặp bốn mascot. Cậu được ước thấy hả? Và đặc biệt hơn nữa là tất cả những khúc đó đều là những sáng tác hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện. Trời ơi, ganh tị quá luôn. Hai chị em mình ganh tị quá, nếu mà được. Ê, đi thi mà tàn bài mới. Năm sau em thi đi. Tiên. Chỉ là mục đích của em là được có bài mới thôi. Bài mới lời muốn chết, ta mua sẵn cho mình. Em rất lời luôn, bữa đó em khiều khiều bút pha lớp đó. Là gì có bài mới chứ bộ. Mới ra phải không? Mới ra luôn. Bây giờ trả hình đó. Nhưng mà bữa em khiều Hứa Kim Tiền không có cho. Hứa Kim Tiền như nó ngồi ở đâu đó gần em đây nè. À. Tiền ơi. Công tư phân minh đi. À, dạ, ok. Còn Phúc ngày hôm nay Phúc chưa chia sẻ, bạn sẽ trông chờ gì vào đêm chung kết ạ? Thực ra khi mà được tham gia cùng The Masked Singer Việt Nam thì tất cả trải qua các cái vòng kia thì em thấy quá là nhiều những cái tinh hoa hội tụ rồi. Thì đến cái đêm chung kết ngày hôm nay thì em cũng chờ đợi xem chương trình sẽ đem cho mình những cái bất ngờ gì tiếp theo. Tất cả những điều đó sẽ xảy ra trong đêm chung kết của The Masked Singer Việt Nam ngày hôm nay. Bây giờ xin được cảm ơn hội đồng cố vấn và xin mời hội đồng cố vấn về vị trí quen thuộc của mình ạ. Lấy dĩa hay gì vậy Phúc? Lấy này biết đâu hát hay. Thưa hội đồng cố vấn kính mến,
Nếu chúng ta để ý kỹ sơ sơ thì vị trí chúng ta vẫn còn thiếu một vị trí nữa. Và bây giờ ngày hôm nay, trong tập chung kết, chúng ta vẫn sẽ có một điều đặc biệt đầu tiên. Đó là sự xuất hiện của một vị khách mời. Vị khách mời này đã hủy một tấm vé trị giá là 10.000 đô để quay trở lại đây và hát cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Xuất hiện trong The Masked Singer Việt Nam. Hủy một tấm vé 10.000 đô tức là phải là vé business. Business mà ở Mỹ. Đúng. Phải ở Mỹ mới giá cỡ chính đó. Chính xác. Dạ. Là hải ngoại ha. Oh. Em có manh mối gì nữa không? Em có option là anh Mr. Đàm nha. Là đang hát bệnh đi show cái bài gì đây? Đúng. Hay quá. Một Mr. Đàm thì hai sẽ là Lệ Quyên. Đúng. Đó. Nhân vật này rất trẻ tuổi. Chị Hương Tràm. Wow. Wow. Ôi, biết đâu nhờ. Có phải những dự đoán của hội đồng cố vấn vẫn còn thiếu một vài người đúng không ạ? Ngô Kiên Huy. Anh hồi nãy vừa qua có thổ quý tộc em xuất hiện đó. À vậy hả? Mà em lúc nào cũng lộ diện, không làm giờ làm khán giả thất vọng hết. Đầu tư lắm. Ok. Giữ chương trình này cầm cái sổ cho bộ. Tức là mình có sổ để cầm nữa nha. Ôi, tiền. Quay về vấn đề chính thôi mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chào đón vị khách mời đặc biệt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Nhân vật mascot Thiên Nga Đen. Hồn lại thêm một nhân vật mới nữa. Bảo đảm nha, Thiên Nga này có tập gym á chứ. Mới fit được như vậy đúng không cưng? Cái giò hú hồn nha. Cái vóc dáng này cũng rất là giống chị Tràm luôn ấy. Anh nghĩ giống Lệ Quyên hơn. Giống Lệ Quyên hơn. Phải Quyên không hả Quyên? Quyên mới bay về phải không? Giày cao gót thôi. Chú Trấn Thành hả kìa. Nhưng mà quan trọng là gì ạ? Hình tượng Thiên Nga Đen là một hình tượng rất là đặc biệt trong văn hóa của phương Tây. Nó đại diện cho sự sang trọng, quý tộc, quyền lực. Đây là Lệ Quyên đấy. Đặc biệt hơn nữa, nó còn thể hiện cho tình yêu, bởi vì là loài Thiên Nga là loài rất là chung thủy. Tôi không biết sao chứ tôi thấy đôi giày tôi nghi Lệ Quyên. Ừ, Quyên em cũng đang nhìn đôi giày á, hạt quá trời hạt. Ờ, giày này Lệ Quyên mang. Giày đâu? Giày chương trình. Ừ, chương trình cung cấp giày học xoàn vậy đó hả? Thiên Nga Đen ơi, mình có cái phần giới thiệu đầu tiên nào mình gửi lời chào đến hội đồng cố vấn không ạ? Cháu xin gửi lời chào thân ái nhất đến hội đồng cố vấn, đến tất cả quý vị khán giả. Giống Quyên luôn nha. Thật ra thì cháu đến đây cháu cũng chưa biết là làm cái gì. Thế nhưng mà các cô chú hứa là cho cháu mặc đồ rất là đẹp, thế là cháu đến thôi. Nếu mà chị Quyên thì lớn quá là vật xưng cháu thì cũng kỳ. Tiền bối mình á. Anh chị có để ý là cái giọng của mascot này làm méo giọng rồi nhưng vẫn có thấy cái độ khàn khàn không? Dạ. Yeah. Ngay từ trong cái giọng nói rồi á. Hay là khàn là do mình quay clip tóp tóp nhiều quá, hay là Phương Mỹ Chi? Không, Chi cái nư của nó dữ dội lắm. Nãy giờ Chi là nó bung miếng. Chẳng nghĩ là buổi sáng ai cũng khàn. Tức là một người không quen đi hát buổi sáng, chỉ đi hát phòng trà buổi tối thôi. Thiên Nga Đen mà. Một là Lệ Quyên, hai là Văn Mai Hương. Nhưng mà Hương, cái cách nói chuyện của Hương không có chải chuốt như vậy đâu anh ạ. À không chải chuốt mà. Ừ, cái này là rất là lady trong đó. Có lady đúng lady rồi, lắm. Không công nhận nhá. Nhưng mà tôi thì có xem Instagram của ca sĩ Lệ Quyên thì tôi thấy là đấy có cái nhún nhún đấy. Đấy, à, đấy, 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 đấy. Cái đoạn mà xải chân đi trong chiều nắng đấy là có đấy. Ừ. Đây là bắt chéo chân kìa, bắt chéo chân. Đấy, đây đoạn đấy đấy, đấy, đoạn đấy đấy. Đấy. Cái đoạn đấy đoạn tập gym đấy. Không tin thì cứ lên Instagram mà xem. Em nghĩ là mascot này đang cố tình bắt chước chị Lệ Quyên thôi. Vậy không lẽ Lệ rơi? Hả? Thật ra thì lúc đầu định hóa thân thành khi mặt trắng cho mặt trăng sáng,
Cái effect này kỳ quá luôn. Con chim này bị đa nhân cách hả em? Sao nó đi ngang về ngược vậy? Chú chân thành nói được. Bây giờ mới giống Tram này. Có được hỏi không anh? Được hỏi, một hai câu hỏi giao lưu nhẹ nhẹ sương sương à. Thì Nga Đen là những năm gần đây là cũng có học nhảy đúng không ạ? Trước đó thích thì nhảy thôi, chứ gần đây thì cố gắng học để đu trend. Đu trend hả? Dạo gần đây mà đu trend là em đang thấy kiểu cô Thu Minh hay quay. Có đấy, có đúng đấy. Đúng rồi, chị Thu Minh sẵn sàng đi business class. Chắc chắn với danh xưng là cháu và chú như thế này thì em nghĩ là Thiên Nga Đen phải là một ca sĩ trẻ. Anh tham gia chương trình này tới tập chung kết rồi mà anh vẫn còn tin vào cái ngôn từ danh xưng của mascot hả? Tiên, anh mới nói em tham gia tới vòng chung kết em vẫn tin Bắp nó đang nói thiệt. Em mới có vấn đề đó Tiên. Nó nói vậy mà em tin thiệt. Ủa? Lỗi tại em. Cái gì nữa? Nó nói vậy mà em tưởng là nó đang nghĩ thiệt, nó nói vậy à? Chú đang bị mọi người nghi ngờ lòng tốt của mình. Thấy chưa? Chú đang... Cảm ơn cháu. Ở cái thế giới này thật giả lẫn lộn các cô chú, bình tĩnh tự tin. Giọng này là lòi nè, cái này là lòi nha. Em nghĩ bài hát đầu tiên chắc chắn sẽ là bài hát Thiếu Nhi. Đúng. Phải là như thế này. Bởi vì chung kết mà, chắc chắn sẽ là bài hát Kim gì Thang mới. Bài hát mới anh. Ôi, là chị Ngọc Khuê. Đoán dài đoán non không bằng mình nghe Thiên Nga Đen hát. Đây, xin mời tiếp mục đặc biệt của Thiên Nga Đen. Xin mời. Rất đau, con tim như úa màu, còn lại gì để vương vấn nữa đâu. Thôi đành buông tay, hôm nay em rất đau, con tim như nhũn nhão, đường vào như càng giá băng hơn. Em đã đánh mất cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm, giờ đành tự mình lặng thầm xóa đi nỗi buồn. Anh mang theo cả trời bơ vơ ngu ngơ, nước mắt càng vụn vỡ, đợi chờ một cơn mưa xóa tan bao lầm lỡ. Càng thương nhớ càng thấy cô đơn, càng níu giữ càng thấy xa hơn. Nỗi buồn cứ vương mang mãi trong lòng, tan phai giữa thế gian xoay vòng, nhặt từng cánh rớt rơi hoa hồng, bay theo gió mùa đông. Càng yêu đôi càng khóc lâu hơn, càng mạnh mẽ càng thấy đau hơn. Lối về ấy hôm nay sao khác thường, vài phút trước vẫn luôn chung đường, giờ hai hướng hai nơi vô lường. Hôm nay trái tim đã tổn thương. Hay quá, hay quá. Cái range giọng của nó đẹp quá. Đã đánh mất cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm, giờ đành tự mình lặng thầm xóa đi nỗi buồn. Anh mang theo cả trời bơ vơ ngu ngơ, nước mắt càng vụn vỡ, đợi chờ một cơn mưa xóa tan bao lầm lỡ. Càng thương nhớ càng thấy cô đơn, càng yêu thương càng thấy xa hơn. Nỗi buồn cứ vương mang mãi trong lòng, tan phai giữa thế gian xoay vòng, nhặt từng cánh rớt rơi hoa hồng, bay
theo gió mùa đông. Càng yêu đuối càng khóc lâu hơn, càng mạnh mẽ càng thấy đau hơn. Lối về ấy hôm nay sao khác thường, vài phút trước vẫn luôn chung đường, giờ hai hướng hai nơi vô lượng. Hôm nay trái tim đã tổn thương, càng thương nhớ càng thấy cô đơn, càng níu giữ càng thấy xa hơn. Nỗi buồn cứ vương mắc mãi trong lòng, tan phai giữa thế gian xoay vòng, nhạt từng cánh rất dài hoa hồng bay theo gió mùa đông. Lớn dành cho Thiên Nga Đen. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến cũng như các nghệ sĩ múa đến từ nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Bài hay quá luôn. Hit nữa rồi. Chắc chắn rồi. Thiên Nga Đen mà hát Thiên Nga Trắng xỉu luôn à. Không, hay thiệt, hay thật sự. Em xin đề nghị là chị Thiên Nga Đen đừng bao giờ đi thi The Masked Singer. Tại sao ạ? Chị thở một cái, ngúng ngoảnh cái là em biết chị là ai. Bước ra cái dáng Instagram là tôi biết ngay ra rồi. Dáng gamer. Hôm nay Thiên Nga gặp tôi là Thiên Nga Đen rồi chứ không cần phải Thiên Nga Đen. Vừa ra mà đôi giày full diamond tôi biết thiệt. Thà anh đừng có nói là bỏ cái vé 10.000 đô, anh nói bỏ cái vé 100 đô hay gì tụi em còn suy nghĩ. Mà cái giọng giống như là trời sinh á, không biết phát lên TV quý vị nghe như thế nào nha. Ở hiện trường cái giọng bấy nhiêu cái cây đinh mà đóng xuống dưới cái tủ á, một cái kịch là nó dính cái nốt đó là đóng một cái kịch là dính vào đó, nó hay dễ sợ. Và đặc biệt là những nghệ sĩ như chị Thiên Nga Đen là hát live luôn luôn hay hơn hát đĩa. Bài này thôi chắc lấy version này luôn khỏi ra MV luôn quá. Thiệt á. Quá. Thiên Nga ơi. À Thiên Nga bay vé gì mà 10.000 vậy? Thật ra thì nó không đến mức độ như vậy đâu. Nó cũng gần đến mức độ như vậy thôi, nhưng đôi khi không quan trọng. Bởi vì là The Masked Singer là một chương trình mà ai cũng muốn đứng ở đây. Dù là khách mời, dù là mọi người tham gia cuộc thi. Cho nên là tất cả những cái vấn đề đằng sau hậu trường mình bỏ đi, mình bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Phải bỏ chứ, lộ rồi còn gì. Làm sao mà giấu được. Cùng lắm thì mai mình cày tiếp, mình bù vào. Thì bởi vậy tụi em đề nghị là chị mặc full bộ lên đây ngồi luôn đó, chị khỏi cần lột ra luôn á. Cô tiên hít ác quá. Bài mới luôn đúng không Thiên Nga ơi? Dạ đúng rồi. Bài hát này á là một bài hát cũng đã ấp ủ từ lâu rồi. Thế nhưng mà cũng cảm ơn The Masked Singer, bởi vì như Trân Thanh vừa nói một điều rất là tuyệt vời là đây chính là bản MV giá trị nhất, lần ra mắt tuyệt vời nhất rồi. Nhưng mà chứng tỏ là chương trình The Masked Singer mình rất mát tay nha anh. Cứ hát bài nào là auto hit, auto leo top luôn. Bài cover còn hit nữa là bài mới. Mà đặc biệt hơn nữa là nhạc sĩ của ca khúc này cũng có mặt tại hiện trường luôn ạ. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và ca khúc này tựa đề Trái Tim Tổn Thương. Trời ơi. Nghe thôi là tổn thương rồi đấy. Cái chỗ đoạn mà càng níu kéo, mà kéo tới đâu tôi đào tới đó. Mà bây giờ phỏng vấn nhẹ nhẹ nhạc sĩ đi ạ. Để coi cái ca khúc này ra đời như thế nào và cơ duyên nào mà đến với lại Thiên Nga Đen. Đồng ý. Để chị. Sao hồi nãy để cháu mà lại để chị rồi? Em là người đa nhân cách mà. Lúc em là trẻ thơ, lúc em là bà già, lúc em là thiếu nữ. Nói chung là cái gì cũng được hết trơn. Thế bây giờ em xin nói về cái bài này một tí. Cảm ơn Cường rất nhiều. Rất là vô tình nha.
không phải là đặt hàng gì hết. Khi mà viết bài này xong, Cường lại đưa cho Thiên Nga, nói rằng là cái gu này, cái câu chuyện này, bài này chỉ có Thiên Nga hát thôi. Và trong chương trình này thì việc đầu tiên là Thiên Nga muốn là Thiên Nga mang lại một cái cảm xúc dâng trào trong âm nhạc đã. Rồi sau đó thì đương nhiên rồi, mong rằng khán giả sẽ yêu thích bài này và mong rằng The Masked Singer sẽ còn thêm nhiều mùa nữa để cho các ca sĩ nghệ sĩ gửi gắm những sản phẩm mới của mình. Cảm ơn chị Thiên Nga đẹp. Thế ra em thấy rằng là có sự xuất hiện của cô Thiên Nga Đen ở chương trình The Masked Singer ngày hôm nay là đó chính là một cái sự bảo chứng cho cái sự chất lượng và giá trị của chương trình The Masked Singer Việt Nam. Chắc là em xin gửi một lời chào trân trọng đến cả cô Thiên Nga Đen. Wow. Chị đi. À chị dạ. Chị. Em ôi chị lỗi. Thôi chị cô gì mà ghê. Nhưng mà đối với Phúc thì tất cả mọi người không riêng gì Thiên Nga đều cảm nhận được cái sự thay đổi ngoạn mục và đương nhiên rồi sự nỗ lực sẽ luôn luôn được đền đáp xứng đáng. Chúc mừng Phúc nha. Đến giây phút này rồi, dự đoán cũng hơi dư thừa. Thôi mình gọi tên luôn, cả chúng gọi tên luôn. Đến cái màn này thì cho Thiên Nga nói một điều này nữa nè. Thực sự là Thiên Nga cũng đã ủ mưu từ đầu để mà cố gắng biến thành một cái gì đó đánh lạc hướng mọi người. Nhưng mà tới cái khúc này thì thực sự rất cảm phục những người nghệ sĩ tham gia The Masked Singer, đặc biệt là những người có thể biến đổi bản thân mình, biến đổi giọng hát vốn có của mình để trở thành một cái người mà không ai nhận ra được, thì đấy là một cái điều cực kỳ giỏi. Thiên Nga ngưỡng mộ lắm luôn. Thiên Nga cố gắng lắm rồi. Cố gắng lắm rồi. Thế nhưng mà chắc hẳn rằng là cái này không phải là năng khiếu hẳn của Thiên Nga. Nhưng mà biết đâu bây giờ mở ra Thiên Nga lại làm người khác thì sao? Không ạ, chị không đi đâu được, chị đứng đó. Này Thiên Nga ơi, là cố gắng rồi hả? Cố gắng rồi đó. Cố gắng thì sao? Nếu mà nói đúng ngôn ngữ Thiên Nga phải là xưng cậu tớ nhá. Trên mạng là Thiên Nga hay xưng cậu tớ lắm. Cho nên là bây giờ mình phải vặt mặt Thiên Nga ra thôi. Cậu hát chữ thứ hai là loài luôn rồi. Loài luôn rồi. Đúng là khi nói chuyện còn có vẻ như là diễn được, nhưng mà đúng là hát thì khó. Không ạ, chị cũng không diễn được luôn. Chân chị nó cứ đá lên này, đá tôi lên đã bảo này. Rồi, bỏ ngay cái Instagram này đi. Cái đấy là dáng tập gym bà ơi. Xin mời Hà Long cố vấn ạ. Chúng ta cùng nhau lên lột Thiên Nga. Lột Thiên Nga. Xin mời biệt đội áo đen Cun Ngầu và khán giả chúng ta cùng hô to, đó chính là Lệ Huy, 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 Lệ Huy. Thiên Nga đen chính xác là đó là ca sĩ Lê Quyên. Đúng đất cơ. Wow. Tôi sợ các cô cậu quá. Tôi bước đi đầu tiên của tôi mà sao các cô đoán được. Tôi nghĩ rằng là tôi ngồi trên kia tôi sẽ không biết nói cái gì luôn ấy, vì tôi không phải là một cái người đoán khi nhìn hình dáng của người khác hay là đoán giọng hát giỏi. Hôm nay ban giám khảo và mọi thứ rất tuyệt vời. Đúng là tôi nể sát đất luôn. Sao mà khi tôi bước ra thấy tôi thì tôi không thua. Và thưa quý vị, chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay để chào đón cô với khách mời trong đêm chung kết ngày hôm nay, ca sĩ Lệ Quyên. Có rất là nhiều những cái điều mà không giấu được. Mình không biết gọi đó là ưu hay là cái khuyết nữa, đúng không ạ? Nhưng mà với một nghệ sĩ mà rõ ràng là khi mà mình làm cái gì người ta cũng biết ra mình, đó là một thành công rất lớn của họ. Như là ca sĩ Lệ Quyên vừa bước ra cái dáng đi mình cũng đoán được, cái vóc dáng, cái cách nói chuyện, hay thậm chí phát ra âm thanh hai chữ thôi. Cái loại âm thanh nó đẹp, nó đặc trưng tới mức độ là cứ phát ra cái người ta biết là mình luôn. Chị Quyên ơi, em phỏng vấn nhanh thôi ạ. Cái cảm giác khi mà mình đứng sau lớp mascot của chương trình như thế nào ạ? Quyên nghĩ rằng là Quyên rất may mắn rồi. Bởi vì là đây là vòng chung kết thì thứ nhất là cái bộ đồ này nó quá đẹp. Quyên rất là cảm phục và biết ơn các bạn thiết kế đã làm nên cái bộ đồ mà nó hoàn hảo như thế này, mà nó lại không có bị quá nặng nề. Rồi mọi người biết rằng là lúc nãy Quyên hát ở ngoài mặt nạ luôn, thì Quyên làm cái lưới thiết kế rất là thông minh để nó không cản âm thanh cái gì cả. Mình hát này 10 phần thì mình hát ở trong cái cả một cái bộ đồ và mặt nạ nó cũng là 9 phần mấy. Quyên theo dõi chương trình, Quyên là fan của chương trình mà.
Thực sự là như vậy, đấy là điều mà không ai có thể là không xem chương trình này. Chúc mừng tất cả ekip và đặc biệt là Quyên đang nói rằng là các bạn, các sĩ đồng nghiệp của Quyên tham gia chương trình ấy là rất là hy sinh vì những cái bộ đồ đó mà hát được như thế nhá. Dùng từ nể phục thì nó không đủ. Thì đấy là một cái cách rất là khó khăn để mà truyền tải và thể hiện bài hát. Mà một người hát quá hay như vậy thì thực sự rằng chương trình này rực rỡ và hot nhất là đúng rồi ạ. Không có gì bàn cãi ạ. Vâng, em nghĩ là bộ đồ này quá hợp với chị Lệ Quyên rồi. Mình bận về vị trí được không ạ? Là bị thương đó nha. Chị thì có thể là chị sẽ cố nghiến răng được vì đẹp thôi, phụ nữ bất chấp mọi khó khăn, nhưng mà chị đảm bảo là sau chương trình quay xong Tiên mang thương tích đầy người. Ngồi kế bên là Trấn Thành và Tóc Tiên. Thật sự trái tim cũng thương đó, là của mình là như vậy đó. Thôi, mình giữ về cục diện nhá, mình giữ cho đồng nghiệp và thôi mình thay bộ khác gọn nhẹ hơn để mình tung tăng, bởi vì chị bản thân ngúng ngoáng lắm, chị không kiểm soát hành động của mình. Chính xác. Và bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy đợi trong giây lát để chị Lệ Quyên về phiên bản gốc của mình. Xin mời. Phiên bản gốc. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Và quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần xuất hiện của một chiến binh đầu tiên vô cùng đặc biệt, bởi vì cô ấy có những màn đối đáp với lại hội đồng cố vấn duyên dáng, dễ thương, nhưng ẩn trong đó một giọng ca vô cùng nội lực. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục bay lên những tầng mây để chào đón Lady May. Trời ơi. Ôi. Càng ngày càng đẹp. Công nhận chứ. Lời đầu tiên cho phép Lady May sẽ gửi lời chào tới anh Huy, anh Tấn Thành, chị Tóc Tiên, chị Lệ Quyên và anh Tư Phúc ạ. Xin chào tất cả quý vị tại The Masked Singer Việt Nam. Tôi nghĩ là Lady May đang rất là sẵn sàng để mà sau cuộc thi này bùng nổ nha. Tôi đang có một cái cảm giác của một cái người mang năng lượng tái sinh đó. Wow. Nhưng mà có bài hát mà anh Thành hứa với Lady May đó. À dạ có. Đó là sau khi lộ diện đó. Có nha. Và nếu như May không chê thì sau cuộc thi này có thể tôi sẽ tặng cho May một sáng tác của tôi. Wow. Có nha. À May ơi, ngày hôm nay trong hoạt động cố vấn của chúng ta thì có xuất hiện một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là Thiên Nga Đen. Nhưng đã lộ diện cho chị Lệ Quyên. Không phải là đã lộ diện mà ngay từ đầu đã lộ nguyên hình rồi. Thực sự ra là đã cố gắng để làm cái gì đó che đậy hết bằng một bộ đồ đẹp đến như thế. Thế nhưng mà vài cái bước chân vắt chéo là thách vị luôn, kinh khủng thật. Chào Lady May. Em chào chị. Chào cưng, hôm nay chắc chắn sẽ là một bài hát rất đặc biệt. Chị Quyên và tất cả mọi người cũng đang rất là mong chờ để được thưởng thức cái tác phẩm đó của Lady May. Và chúc Lady May hôm nay là hát hay nhất luôn. Là hát hay nhất luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chặng đường để chung kết rồi thì chúng tôi sẽ có những món quà đặc biệt dành tặng cho hội đồng cố vấn cũng như những mascot trong The Masked Singer Việt Nam. Và món quà đầu tiên đó chính là một đoạn clip ngắn ghi lại hành trình của May khi mà đến với The Masked Singer. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi hướng mắt về sân khấu. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi bay lên trời cao để chào đón Lady May. Trải qua một hành trình dài, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là: bạn nhận được gì và mất gì? Tại The Masked Singer Việt Nam, thứ mà Lady May mất đi lại chính là điều mà May mong muốn nhất. May từng khép mình
tự ti về bản thân cũng như giọng hát trong suốt một quãng thời gian dài. Nhưng khi đến với chương trình, bằng sự đón nhận của mọi người đã giúp May rũ bỏ được sự tự ti đè chặt mình trong những năm vừa qua. Ban đầu, May khá phân vân khi nhận được lời mời của chương trình, vì May được biết sẽ có 14 anh chị nghệ sĩ rất khủng khác sẽ tham gia. Liệu mình đã đủ tầm để đứng chung sân khấu tranh tài với các anh chị hay chưa? Xin chào tất cả quý vị tại phim trường The Mask Singer Việt Nam! May nghĩ rằng đây có thể vừa là thử thách nhưng cũng là may mắn cho một người trẻ như May có thể học hỏi rất nhiều từ các anh chị. Qua mỗi vòng thi, May đã tự tin thể hiện cá tính của mình hơn sau lớp mặt nạ. Dũng cảm bứt phá bản thân mình, May dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu bài hát, nỗ lực tập luyện để khi trình diễn vừa có thể chạm đến cảm xúc của khán giả nhưng vẫn mang một màu sắc riêng biệt của Lady May. Và thật hạnh phúc khi các bài hát của May được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Là tại vì em vừa làm điều tuyệt vời chứ là sao? May nhớ khoảnh khắc ngồi trên xe lúc đi quay hình. Đi đến đâu May cũng nghe thấy mọi người mở "Anh chưa thương em đến vậy đâu". May xúc động lắm. Tại The Mask Singer Việt Nam, May đã có rất nhiều những cảm xúc trái ngược chỉ trong những phút giây ngắn ngủi. Cảm xúc thăng hoa hạnh phúc trong những tràng pháo tay ủng hộ của mọi người. Rồi ngay sau đó đây là sự hồi hộp, lo lắng, chờ đợi kết quả xem mình có phải là nhân vật sẽ lộ diện ngày hôm đó hay không. Và tấm vé này đã thuộc về Lady May. Cuối cùng là sự vỡ òa cảm xúc, vui buồn lẫn lộn khi biết mình là người ở lại nhưng phải chia tay một anh chị đồng nghiệp. Và dù là Lady nhưng May lại trở thành Baby trong sự yêu thương của mọi người. May tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Và May cảm nhận được điều đó tại The Mask Singer Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và yêu thương May trong suốt hành trình vừa qua. May ơi, sau khi theo dõi cả một hành trình của mình với The Mask Singer Việt Nam thì lúc này bạn cảm thấy như thế nào? Em không có muốn mà ngày hôm nay bài mở màn của mình rồi mình phải xúc động, nhưng mà em rất là cảm ơn chương trình đã làm cho một cái video hành trình rất là cảm động. Mà khoan, cảm động đã, phải hát đã. Dạ, dạ. Em là người rất là dễ cảm xúc, em xin lỗi mọi người. Nhưng mà nhờ có video này sẽ là động lực cho em ngày hôm nay diễn hết mình với tiết mục chung kết của mình ạ. Huy bật mí từ đầu rồi, thưa tất cả quý vị, những bài hát của những chiến binh ngày hôm nay sẽ là những sáng tác hoàn toàn mới. Và May sẽ là người trình diễn đầu tiên một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Wow. Và đó sẽ là bài hát như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần trình diễn của Lady May. Yeah. Dậy khờ mắt trong giấc mơ đến khi nào vơi.
chuyện vội vã. Ôi chờ mong, có biết anh đang nơi đâu, vui hay buồn không? Và ngỡ là mơ mà sau khi tan vỡ tràn trề nhục nhớ. Ôi làm ơn, đừng nói chỉ thêm những lời làm tim đau nhói. Chẳng lời thân em chẳng buồn rời khỏi. Đêm từng đêm khơi dậy sương đầy thêm dày vào trách mơ. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm cuộc ngã, nỗi cô đơn ùa về khi xem tôi với ta. Giữa đêm chìm sâu, tổn thương mình đau, cần một ai cạnh bên hiểu thấu. Giữa đêm bật khóc. Wow, em nghĩ đây sẽ là một bản hit mới nữa rồi. Đi xin sướng quá luôn á. Sao vậy ạ? Ganh tị ghê, tụi em phải đi kiếm nhạc sĩ xong rồi phải đi kiếm tiền mua bài hát. Còn này là được chương trình lo cho bài hát mà chắc chắn hit luôn rồi đó. Tôi biết cái chương trình này nó mang lại nhiều điều như thế. Tôi định sang năm tôi ẩn giật, tôi đi thi thì cô bảo là tôi lập tắt đi ý định của chị tôi cho. Chị là không được rồi. Thứ nhất là chị vừa đủ khả năng mua cả 100 bài. Mua cả 100 bài. Thứ hai là chị bước ra là lòi lên. Thực ra lúc nãy khi mà Lady May hát ấy, thì Trấn Thành có đi qua đây nói với Quyên với Tiên. Đây là một bài hát mới nhưng mà rất là dễ nghe và dễ nhớ giai điệu. Đấy là điều rất là thuận lợi để tiếp cận công chúng. Và Quyên miêu tả đấy là một bản ballad chuẩn Sài Gòn. Ballad Sài Gòn là gì? Melody nó rất là hay, thuận tai, nó dễ nghe. Và dễ nghe thì dễ hit, vậy thôi. Cảm ơn chị Lê Quyên ạ. Hôm nay tôi mới biết về định nghĩa của ballad Sài Gòn. Ballad Sài Gòn em mới biết luôn. Nhưng mà tôi cũng một phần nào đó đồng ý với lại ca sĩ Lê Quyên, tại vì đó là cái văn hóa vùng miền thôi. Ví dụ như ở Hà Nội thì người ta nghe nhạc, người ta sẽ chuộng nghe những cái bài hát nó phức tạp hơn một chút, hay là cái câu chữ nó sẽ hơi thiên về những cái chủ đề lạ, ca từ nó cũng phải trau chuốt một chút. Còn ballad ở người miền Nam thì Thành thấy là họ thích nghe những cái gì đó nó đơn giản hơn một chút và dễ nghe, dễ thuộc để có thể hát lại theo. Bài này cũng sẽ là một bài mà nhiều người sẽ rất là thích bấm karaoke đây. U chị xin được tăng sự một chút. Ngày hôm nay dù sao cũng là bé May may mắn được vào để chung kết chung với tất cả các chị tìm bối mascot khác. Đó là một điều rất hạnh phúc. Và Lady May chỉ muốn gửi những gì đơn giản như anh Thành nói, và muốn tâm sự thật lòng mình và chân thành nhất trong bài hát này để gửi đến tất cả mọi người thôi ạ. Yeah. Wow.
cái câu chuyện trong bài hát này có giống câu chuyện thật của Lady May trải qua không? Dạ có. Wow. Có nhiều lần bật khóc trong đêm hả? Người ta là con gái, ai mà không yếu đuối. Nhưng mà khóc mấy lần rồi? Em không đếm được đâu anh ơi. Nhưng mà sau đó thì sẽ rất là mạnh mẽ. Em nghĩ là chị Quyên hiểu ý em phải không ạ? Ok. Lúc nào cũng phải mạnh mẽ và xinh đẹp như chị Quyên đây. Như chị Quyên đây. No. Phúc ơi. Khóc không? Phúc ơi. Khóc không? Phúc chưa khóc trong đêm đâu nha. Chưa khóc đâu. Em nghĩ là có. Chưa có người yêu mà. Chưa có người yêu mà. Không, thực ra là em đã từng khóc trong đêm mà em còn gào lên không? Dữ vậy? Vậy là gào lên trong đêm. Nên thực ra em cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Nghe. Dừng đấy. Em muốn chia sẻ một chút xíu. Khi mà nghe cái phần trình diễn của May ngày hôm nay thì em mới thấy rằng là lần nào May làm cũng rất là tuyệt vời. Mà em biết rằng là hôm nay chương trình của chúng ta là toàn bộ là ca khúc mới. Mà chắc chắn là khi mà chúng ta thể hiện một cái ca khúc mới thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái sự khó khăn. Em lấy ngay cái cảm giác của mình khi mà mình lần đầu tiên biểu diễn cái bài hát mới. Có lúc mà mình còn quên lời. Và trong khi đó là mình hát trong cái điều kiện rất là bình thường. Thì với cái phần thể hiện của May ngày hôm nay thì em thấy rất là trọn vẹn. Và có một cái nữa là mỗi lần khi mà nghe những cái phần trình diễn của May ấy, mà em thấy rằng là ngay cả bản thân em hay tất cả các nghệ sĩ trẻ xung quanh thôi, thì chúng ta cũng sẽ có thể gọi là học hỏi từ May ở một cái điều rằng là bạn ấy luôn luôn đặt những cái tư duy và những cái chất sáng của bạn ấy vào với ca khúc. Bạn ấy luôn biến đổi ở cái phần hát sau, bao giờ nó cũng sẽ khác hơn cái phần hát trước để khán giả tò mò và không biết là bạn sẽ làm gì với những cái phần tiếp theo. Đấy là một sự rất là thông minh khi xử lý bài hát. Đúng rồi. Tại vì em đã từng nghe một cái ca khúc và em thấy là từ đầu đến cuối họ chỉ hát lần một giống lần hai, và thậm chí đoạn cuối cũng như vậy. Thì em mới tự hỏi là cái đoạn này đáng lẽ sao không nên làm như này đi. Có nghĩa là thâu làm gì ba lần. Yeah, một lần cứ copy luôn đấy. Đó là cái em đang muốn nói. Em nghĩ rằng là cái tinh thần mà May đến với The Masked Singer Việt Nam và tất cả các nghệ sĩ trẻ khi mà xem cái chương trình này, hay là tất cả những cái bạn trẻ mà có những cái nung nấu muốn trở thành ca sĩ tham gia vào nghệ thuật, thì chúng ta cần học hỏi. Cảm ơn Phúc, và đó cũng nghĩ là một cái dụng ý của chương trình The Masked Singer trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và để đảm bảo tính công bằng cho trò chơi là cả bốn nghệ sĩ chúng tôi cũng phải chinh phục khán giả trực tiếp bằng những ca khúc hoàn toàn mới như thế này. Cả khách mời còn phải hát bài mới cơ mà. Làm gì có chuyện được ưu tiên ở đây. Cho nên ngày hôm nay Thành sẽ nói về tiêu chí của Trấn Thành khi mà bấm cái vote bình chọn của mình. Như Bắp nói, chương trình ngày hôm nay rất là công bằng. Chúng ta sẽ không nói về người ta hát tốt hay không nữa. Đúng rồi, nói về cảm xúc. Mình chỉ nói về cái tư duy âm nhạc. Có nghĩa là cái cách cái người ca sĩ đó xử lý một cái tác phẩm mới, nó như thế nào, nó có chạm cảm xúc hay không, hoặc là cái cách xử lý có thông minh hay không. Mình cũng chưa biết như thế nào ở cái cục diện chung, tại vì May là tiết mục đầu tiên. Chỉ có một điều mà Thành luôn muốn khen May ở chỗ là May là một cái người mang cái tư duy rất là tự do. Cho nên á, cái cách May hát á, nó vẫn còn mang cái mùi của cái người đang rất là muốn cống hiến, rất là muốn dấn thân. May không có quá trau chuốt theo cái kiểu là phải như thế, là như thế. Hát theo cái kiểu rất là phóng khoáng và tự do. Đó là một cái tinh thần rất tốt mà chỉ có những cái người trẻ họ mới có. Nhiều khi mình lớn á, mình trải qua quá nhiều, mình muốn ngây thơ cũng không ngây thơ được. Cái điều đó là một cái điều rất là thú vị trong âm nhạc, mà trong nhiều năm sau May sẽ càng thấy là ồ, mỗi một năm mình có một cái cách hát khác. Nhưng mà ở cái tuổi này nè, tự nhiên May sẽ cảm thấy là wow, mình nhớ cái cảm giác của ngày xưa quá. Tại vì không bao giờ có được cái loại năng lượng mà nó có thể phát ra một cách ồ ạt mãnh liệt như vậy đâu. Mỗi người sẽ có một cái thời trẻ của mình để làm cái điều đó. Cái thứ hai nữa là May là một người có cái vòng run note rất là tốt. Có nhiều người run được, nhưng mà run để mà nó hợp lý và tốt như May thì cũng không phải quá nhiều. Mà nghe nó không có bị khiên cưỡng, gượng ép. Đúng. Có nhiều người rất là thích run, nhưng mà một là bị thiếu nốt, hai là nó không hợp lý. Yeah. Em đã từng thấy những cái người mà có những cái vòng run hay, nhưng họ chỉ áp dụng được khi mà họ hát những ca khúc nước ngoài. Đồng ý. Và khi hát tiếng Việt như là trở thành một con người khác. Và cái hay của May rằng là bạn ấy có thể áp dụng được những cái đó của bạn ấy vào những ca khúc tiếng Việt nữa. Đó là cái mà em thấy là những nghệ sĩ trẻ, nhưng mà em cũng học hỏi rất là nhiều từ May. Wow, cảm ơn cô Vấn ạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn chị Quyên, anh Đức Phúc, chị Lệ Quyên ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như là Huy đã chia sẻ lúc nãy, tất cả chúng ta ngày hôm nay đều có những món quà. Khán giả theo những bài hát hit mới, những nghệ sĩ cũng sẽ những cái khúc mới, nhưng mà hội đồng cố vấn thì chưa có. Cảm ơn Bắp. Quà này quà tinh thần. À, tinh thần, ok ok. Ngay bây giờ sẽ là món quà đầu tiên mà em sẽ thay mặt cho The Masked Singer Việt Nam gửi đến cố vấn khách mời chị Lệ Quyên. Wow. Sao mới mời tới mà có quà trước vậy trời.
Thôi mà, người ta là khách mà, chủ nhà phải hào khách chứ. Lần sau mời người ta còn tới. Mấy tuần rồi cũng cho cái gì. Người ta bỏ hết tour, người ta tham dự tiếp. Rồi 10.000 ok. Anh ơi, vé máy bay 10.000 đô. Khách tới nhà không bài hit cũng phải có cái gì đó. Đấy. Đây, xin mời Biệt Đối lên Quân Ngầu hãy thay cho chương trình The Mask Singer gửi món quà này đến chị Lệ Quyên. Nếu có thể thì là một món quà mà càng nhiều số không càng tốt. Mang ưu yến thực tế vậy. Wow. Wow. Cái gì vậy chị? Cái gì vậy? Đây là một cái thiệp mời cho một chương trình mà tất cả mọi người đang rất là trông đợi. À. Là gì ta? Mọi người nói thật to con nghe cái nào. The Mask Singer Live Concert. Yeah, The Mask Singer Live Concert. Cảm ơn The Mask Singer đã cho Quyên cái sự ưu đãi và trân trọng này. Quyên chắc chắn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tham gia. Và Quyên nghĩ rằng đây sẽ là một cái chương trình kỷ niệm đầu tiên chắc là với The Mask Singer. Và sau đó là để khán giả được chiêm ngưỡng một cái đêm nhạc tuyệt vời. Trong đó sẽ có Quyên hen. Vâng, cảm ơn chị Lê Quyên. Và tấm vé mà chị Lê Quyên cầm trên tay là tấm vé đầu tiên. Đầu tiên của đêm nhạc đặc biệt này ạ. Sao vậy anh Thành? Anh tị quá à. Ờ đúng rồi. Thôi, đi tôi đi mua vé, tôi vô đầm sen, tôi coi đạp dịch. Nhưng từ từ, hội đồng cố vấn thâm niên của tụi em cũng có quà. Cũng có quà. À. Tôi nói vậy thôi chứ tôi biết tôi có mà. Không được hơn quà của tôi đâu nha. Đây là món quà dành tặng cho hội đồng cố vấn từ Lady May. Oh. Ủa thiệt hả? Mạnh vậy, mạnh vậy. Rồi chứ. Dạ, trước khi nói về món quà này, cho phép Lady May xin được tâm sự nhỏ một chút. Ngày hôm nay, Lady May được đến đây trên sân khấu của chung kết The Mask Singer là một điều rất là may mắn. Em có thể em sẽ cảm ơn thiếu sót một chút xíu. Em xin gửi lời xin lỗi trước. Nhưng mà xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ekip của The Mask Singer. Xin được cảm ơn ban nhạc và cũng như là tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh Thành, cảm ơn chị Tiên, anh Đức Phúc, chị Lệ Quyên ngày hôm nay và những người cố vấn trước nữa đã cho em những lời khuyên và ủng hộ cho Lady May có thể đứng trên sân khấu và thăng hoa hơn mỗi tập tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cái món quà ngày hôm nay em xin gửi đến anh Thành. Dạ, bởi vì những lời góp ý chân thành từ anh đã làm cho em có những cái động lực. Anh hiểu những bài hát của em làm cho em rất là cảm động, hiểu những gì mà em làm. Và khi mà em về em suy nghĩ là em cảm thấy em phải cố gắng hơn nữa mỗi ngày. Và em có xem những cái video mà anh Thành ở trong hậu trường làm việc rất là nhiều và có những cái giấc ngủ ngắn. Nên là em muốn dành tặng cái món quà này, muốn cho anh Thành có thể có những cái giấc ngủ ngon hơn và relax hơn và giữ sức khỏe. I love you. Em cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, đây là một cái máy để đặt lên trên mắt. Khi mà mình ngủ mình sẽ cảm thấy thật là thư giãn và ngon hơn có nhạc nữa đó anh Thành. Cảm ơn Lady May rất là nhiều. Đây là một món quà không những là ý nghĩa về mặt tinh thần mà nó còn thực sự là useful cho Thành hàng ngày luôn. Chắc là bạn này cũng quan sát kỹ lắm mới thấy. Đúng là ngủ rất là ít tại vì làm việc rất là stress, phải nghỉ nhiều. Tại vì quý vị biết là khi mà Thành tham gia bất cứ một chương trình nào để nói được cho quý vị nghe nhiều thông tin như vậy là em phải ngồi em load thông tin liên tục trong cái não này. Ngồi thì tưởng là không làm gì trong mà về nó mệt lắm. Tại vì mình nghĩ quá nhiều thứ trong cùng một lúc. Cho nên là cảm ơn May rất là nhiều và anh chúc cho May sẽ luôn luôn bình tĩnh trong bất cứ điều gì đã xảy ra trong đời của May. Bình tĩnh là tính từ mà anh muốn May có nhất. Bởi vì khi em sở hữu cái tính từ đó với những gì hiện tại đang có, em sẽ là một phiên bản tuyệt vời. Em cảm ơn anh Thành, cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời anh Thành món quà. Thank you. Con trải nghiệm thử luôn ạ. Rồi. Wow. Dễ thương. Có nhạc hay lắm đó anh. Cảm ơn em, dễ thương quá. Đúng thiệt, bé May là một người rất tinh tế nha. Quan sát anh Thành là hay trụy nhiều. Lâu lâu là tự nhiên trụy ngang nha. Dạ. Mà có loa để nghe May hát luôn. Hay quá, dễ wow. Thương. Cảm ơn May. Tinh tế là có quà cho em nữa. Có không? Có chứ. Ghê vậy? Mà chưa có mua.
đợi vô sau rồi tính. Trời ơi. Anh nè. Cảm ơn May, giờ xin mời May vào trong nghỉ ngơi ạ. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn The Masked ạ. Thank you. Cảm ơn mình đón em. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với đêm chung kết của The Masked Singer Việt Nam. Yeah. Và bây giờ không biết là tất cả quý vị muốn thưởng thức giọng ca của chiến binh nào ạ? Lớn nữa được không ạ? Ngay bây giờ sẽ là phần xuất hiện của một nhân vật biến hóa khôn lường, và đó chính là Sen. Wow. Từ ngày bà súng ba ra bao chắc là anh sai rồi. Đúng rồi. Tại vì người anh không ngờ nhất thì lại là người đó. Cuối cùng người anh ngờ giật lại là xuất hiện ở tập trước. Không, cái người kia kìa. Đây cái à? Người mà anh biết, mà anh nghĩ là người đó đó. Lúc đầu anh không có nghĩ như vậy. Tại vì anh không nghĩ là con người đó có thể làm được tới mức độ này. Cho nên anh không dám điền vô tờ giấy. Thì anh thấy bà súng ba hiện ra cái nó chết rồi. Chính hắn thì vậy là chỉ còn có người kia thôi. Cái người, em hiểu là cái người anh Thành ghi vào trong cái tờ giấy là bà súng. Đúng, tại vì anh nghĩ là anh đã nghĩ rồi. Anh nghĩ rồi là cái người đó. Nhưng anh không nghĩ người đó là người đó. Người đó là nhưng anh nghĩ bà súng là người đó thì cái người đó lại là bà súng. Vậy đây là bà súng à? Không. Đây là bà Sen. Rồi quả Cẩn Thanh ơi. Nói chung là mình biết O là ai rồi. Nhưng mà phải công nhận nha, O là một trong những cái người mà thiên biến vạn hóa. Quá giỏi, thật sự phải khen ngợi sư phụ. Chị Lê Quyên ơi, là một fan của chương trình thì chị Lê Quyên đã có những cái tên nào dành cho O Sen chưa ạ? Bình thường tôi đỡ rối. Công nhân Trấn Thành nói tôi đang sao hỏa, tôi ngồi luôn, tôi không hiểu kiểu gì, tôi không biết đó làm sao. Nhưng mà Quyên lại được trải nghiệm cái sự hóa thân như tất cả các bạn đang đứng ở trên sân khấu kia. Định nói thật, đẹp thì có đẹp, hấp dẫn có hấp dẫn, nhưng mà đếm từng giây để được cởi nó ra. Nó bí vô cùng. Đúng. Rồi hát bị hạn chế âm thanh rất là nhiều. Thế Quyên thấy ngay từ lúc mà Quyên vẫn còn đang mặc trong bộ đồ thiên nga đen, Quyên đã nói rằng là để biến thành một người khác bản thân mình, trời ơi, là một điều cực kỳ khó. Cho nên Quyên rất là nể, và thực sự trong các vòng Quyên cũng có theo dõi thì cái sự điệu đà cực kỳ hài hước và thông minh của Osen á, cộng với những cái bài hát trong mỗi vòng và giọng hát được biến đổi gần như là khác nhau như thế, thực sự mà nói rằng quá là ngưỡng mộ các bạn luôn. Nhưng mà quan trọng là có đáp án không? Không hiểu sao Quyên lại liên tưởng đến giọng ca của một thành viên trong một nhóm nhạc. Nhóm nào, nhóm kẻ hả chị? Ừ, có giống giọng một người ở trong đó. Thành ra vẫn O Súng à? Tôi biết là trong cái tờ giấy đó là O Súng đấy. Chết thật cơ. Biết đâu người đó và người này cũng không thể là chính xác bằng người ấy ở trong đây được. Nếu mà anh sai nữa là anh nói thiệt, đúng nghĩa là tâm phục khẩu phục luôn đó. Bây giờ anh có được quyền viết một cái tên anh gửi cho em không? Ở cái vòng chung kết này. Để sau ạ. Tụi em ghi nhận một cái tên duy nhất thôi. Không cho viết luôn. Thiệt có hồi rồi Trận Thanh ơi. Ai nói chim đó đấy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không còn những đoạn clip VT về những cái manh mối nữa. Sẽ là clip về hành trình. Nhưng mà bây giờ Osen sẽ muốn chia sẻ đoạn clip này, hay là Osen muốn ba cô vẫn phải tự chiêm nghiệm về đoạn clip sắp tới? Huy ơi, em có thương Osen không?
Dạ có. Giữa thì ó sen nguyên cả một ngày đùi nắng tới tà để quay cái clip nữa. Mà chứ không có hiểu thì thử hỏi cái tình thương của em hẳn để chỗ mô. Tình thương của em hẳn để chỗ mô. Ó sen cũng đã bỏ công sức rất là nhiều đội nắng mưa để quay đoạn clip vừa rồi. Và bây giờ xin mời ban cố vấn, quý khán giả hãy cùng chúng tôi hướng mắt vào sân khấu để theo dõi một hành trình của ó sen với The Masked Singer Việt Nam. Yeah. Hãy đến đầm lầy và mời tới đây ó sen. Thời gian thẩm thoạt thói đưa ó cá ba tháng vẫn chưa muộn về. Ó đùa chục nữa thôi cho ó biết hành trình nào mà cũng chẳng có điểm dừng. Mà còn muộn hơn cũng chẳng được, vì đến đi là chúng kết thôi. Ó nói quá chừng con tin nữa hết. The Masked Singer cho ó sen đầy đủ cảm xúc buồn, vui, xui, giận. Buồn chứ, cái nét của sen là muốn tám, muốn cà keo. Tôi là người đàn ông có gia đình mà ó nói là gặp tôi, ó có bầu là chết tôi rồi. Thảo wow anh, thằng cầy quá. Mà chưa là chương trình hết rồi thì làm chứ có cơ hội mà gặp Trận Thanh tóc tiên Đức Phúc mà giờ nữa ấy. Sen đã xóa hết tình cảm thân thương rồi. Vui á, thì 66 tập ó vẫn đứng sơ sơ ra đây nè. Vẫn chưa bị lột mặt nạ thì phải vui chứ. À, mọi người có nhớ tập 12 không nè? Ó sen được bình chọn nhiều nhất á. Chưa sen thì tìm lại sen đấy. Còn nói đến chuyện suối á, thì cũng xính là được hột hoảng một chút. Tấm vé cuối cùng này sẽ thuộc về ai? Trời đất ơi, cái chi mà ó sen lọt top nguy hiểm tới 3 lần liền. Sơ ấy. Ó sen. Ai dần 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 ế kịp chương trình kính khủng khiếp, vì không thể để 15 mascot được đi vào chung kết. Nhưng dần thì dần mà thương đi thương. Hẹn các bạn ở đêm concert hãy. Lời cuối thì cho phép ó sen được đi một nét diệt đầy nghiêm túc và chân thành. Ó sen tự hào là người Việt Nam và hát những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam tại The Masked Singer Việt Nam. Cảm ơn vì đã mang ó từ dưới bùn lầy chạm tới ánh sáng ấy. Hey, hey. Hey. Clip là có buồn, hờn, giận, dỗi hệ. Quá dễ thương rồi. Một cái người mà trình độ cao này, hạt giỏi này, tư duy xử lý tốt này, mà còn hài hước nữa. Ó là một người đúng là quái kiệt luôn. Dạ đá tà ăn trận gì thanh. Sao thấy ó e ấp em không quen lắm. Ó nên trở lại bản chất. Em nghĩ là ó bị bình á, cho nên là ó đợi trà kéo Trận Thanh đến vui một chút nhé. Đang show điệp mà ó. Ó chỉ kìm được khoảng tầm mấy giây thôi à. Dạ. Rồi bây giờ sẽ là một bài hát nữa. Và đây cũng sẽ là một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Sẽ là bài hát về tình yêu. Xin mời ó sen ạ. Gành thác khe núi sâu, lời em hát tựa
vũ đoàn bước nhảy. Wow, bài hát quá tuyệt vời. Em cảm giác là một cái dạo chơi của O trên những tầng mây vậy. Bài hát này có tên gọi là Vũ Điệu Gió, một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Hay quá. Nghe như là nhạc phim của một cái bộ phim nào đó. Em tưởng tượng ra nghe là một cái cánh cánh đồng nhỏ trên thảo nguyên á. Nó y như là nhạc chủ đề cho Lion King 4 vậy đó. Kiểu như vậy đó. Đây là một cái dạng nhạc theo kiểu animation. Yeah. Giống như nhạc của Walt Disney vậy đó. Mình nghe nó rất là điện ảnh. Thật sự phải nói là khi mà O trình diễn nghe vài câu hát đầu, Thành có quay qua nói với Tiên đó là O chơi một cuộc chơi mà ở vòng chung kết O hát một cái bài như thế này, có nghĩa là không có cái tính sân si hay là để thể hiện mình là ai cả. Đây là một cái bài mình nghe xong mình cảm thấy nó thanh bình. Yeah. Và nó là một cái gì đó mà tôi nghĩ nó giống với con người của O ở ngoài. Sống rất là vị tha đó, có nghĩa là vì người khác á. Mình cảm giác giống như là O luôn muốn mang đến một cái năng lượng tích cực để truyền đến cho mọi người. Và mình rất thích bài hát này tại vì O thể hiện nó quá xuất sắc. Không biết quý vị xem vào mấy giờ, bây giờ là mới có trưa thôi mà để ca sĩ hát mà lên giọng whistle ốc O tuốt trên kia mà ở cái giờ giấc này thì thật sự đó là một cái thử thách rất là lớn. Không có chạch một nốt nào ấy. Cảm ơn O rất là nhiều. Tuyệt vời. Chị O ơi, chị cho em hỏi một tí xíu. Tại vì em vẫn còn nhớ là trong một cái vòng nào đó trước đây nè, thì chị O nửa đùa nửa thật nói rằng là thôi giữ O lại đi, bởi vì O còn muốn thể hiện cái dòng nhạc mà O thích nhất ở trong những vòng sau. Sen ơi, thế trong tất cả những thể loại mà Sen hát thì O Sen thích thể loại nào nhất? Thể loại mà O Sen thích nhất chưa được thể hiện. Thì cho em hỏi đây có phải là cái điều mà chị muốn nói lúc đó không ạ? Đúng rồi, thực ra là O rất là muốn gửi đến mọi người một cái sự thanh bình, an yên. Khi mà đã chúng ta đã có cái sự an yên thì trên cuộc đời nên có cái gì mà sợ cả. Yeah. Thực ra thì O hát cái bài lúc này để cho mọi người cảm thấy là mọi thứ nó rất là đẹp, từ tình yêu cũng như là cái cối cảnh vật núi rừng. Cho nên là O rất là mong ước là qua cái tác phẩm vừa rồi là mọi người sẽ biết nhìn nhận một cách tinh tế hơn để mà cảm thấy cuộc sống này nó thật là tươi đẹp ấy. Wow. Huy có nói một từ nó rất là chính xác và rất hay là O Sen vừa mới dạo chơi vào cái bài hát vừa rồi. Nhưng mà nếu nói về kỹ thuật thanh nhạc thì O đạt mức độ thượng thừa khi thể hiện cái bài hát vừa rồi. O không cần một cái bài hát nó quá trúc chắc, treo leo. Những cái giọng pha mix một cách tự nhiên bản năng của O thì là O tự có, chứ không trường lớp nào dạy O được đâu. Cho đến tận bây giờ sau 20 năm đi hát, khoảng 5 năm trở lại đây, Quyên mới có được cái kỹ thuật đó một cách tròn trịa. Mà hôm nay là O bị bệnh nữa. O bệnh mà O hát cỡ đó hả O? O vừa phải thôi O ha. Cảm ơn O rất nhiều. Yeah. Chính cái tiếng vỗ tay của mọi người như là mình được sống trong bài hát đó. Dạ. Yeah. Hồi xưa O không có dòng giọng thanh mà O đã rất kỳ công để mà nghiên cứu. Và hôm nay là một cái kỹ thuật chạy nốt. Thực sự là O không nói đến cái chuyện khó hay dễ vì tùy theo cái cách suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà đây là một cái technique cuối cùng mà O muốn gửi đến cho mọi người. Không thể nào chúng ta đi đến đỉnh cao mà không có sự học tập. Điều đó là chắc chắn. Yeah, đúng thế. Quan trọng nhất, chúng ta phải là một người hát thông minh. Và hát thông minh nghĩa là chúng ta học nhau, học trong thực tế, chúng ta biết chúng ta mạnh yếu điểm gì. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ đẹp hơn mỗi ngày, trưởng thành hơn mỗi ngày trong giọng hát. Chúc mừng O. Chúc mừng chị Lê Huyên ạ. Còn Đức Phúc thì sao ạ? Nghe O chia sẻ những cái điều vừa rồi thì em thấy được truyền cảm hứng rất là nhiều. Tại vì thực ra là em cũng vẫn đang trong cái quá trình đi trau dồi giọng hát của mình ngày càng tốt hơn. Nhưng có những lúc em nghĩ rằng là mình sẽ không làm được cái kỹ thuật này với cái giọng hát của mình. Nhưng mà khi nghe O chia sẻ rằng là trước đó O không thể nào mà hát giả thanh được, mà cái phần trình diễn vừa rồi hay tất cả những cái phần trình diễn trước, em là người nói rằng là O là cái người mà chuyển giả thanh mượt nhất mà em từng nghe. Thì đây nó như là một cái truyền cảm hứng cho em rằng là khi mà em cố gắng thì em sẽ có thể làm được cái điều đấy. Cảm ơn O rất là nhiều ạ. Cảm ơn Đức Phúc ạ. Quả thì là nghe O truyền tải năng lượng tích cực á, là mình cảm thấy là mình phải học hỏi quá là nhiều. Hy vọng theo chương trình em sẽ bái sư O để học thêm. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là đến phần quà thưa quý vị. Yeah. Hôm nay là O có quà. Có không? Dạ có, em cũng tò mò lắm. Với một cái tính cách của O như thế, giọng nói nhẹ nhàng như thế thì món quà nó sẽ như thế nào? Anh ơi.
nôn nôn. Anh có quà rồi, tụi em chưa có quà. Ờ, tiền chưa có, phúc chưa có, thứ hai mình có rồi. Biết đâu ta tặng nữa. Ôi sao? Dạ. Biết đâu. Tặng chị không từ chối đâu nhé. Dạ. Cũng có thể là em không chừng. Hy vọng như vậy đi ạ. Nào, xin mời bị đỏ đen cun ngầu hãy mang quà của Osen ra. Là gạo à? Ô cha, tự nhiên tặng ký gạo vậy ta? Hạt gạo làng ta. Ờ sao anh nhớ mùa dịch quá em ơi. Anh cũng được phát 2-3 bịch vậy đó em. Thực ra là người ta không phải tặng gạo, là người ta tặng về cái giá trị của nó, người ta tặng sự no đủ. Vâng, thì đúng rồi. Thì mọi người cũng nhìn thấy đó là gạo. Nhưng mà trong cái hạt gạo này nó thấm thủy lắm nha. Để mà có được cái hạt gạo này á, thì cũng nhiều cái công sức của rất là nhiều người, chứ không phải là chỉ là hạt gạo bình thường. Dạ. Ta đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản hạt gạo, cho nên thanh nhạc cũng vậy mà hạt cũng vậy. Ó cũng luôn luôn tìm cái xấu xá của nó đó. Thì trong từng cái tấm hồn của mình như thế nào thì mình sẽ hạt ra dòng hạt như rửa. Vậy là cái này nó cũng hơi sắc sẹo một tí xíu. Ó trở về cái nghề cũ của ó đó là sắc. Trời ơi trời. Mọi người ơi, hãy nói cho ó nghe là ai đã nói rất dằn dạt là nếu như đoạn ó xem sai thì đã bị tăng lên 2 kỷ gì ạ? À? Anh Thành phải không? Bị tăng lên 2 kỷ và đây đúng 2 kỷ nè. Chứ ai nữa? Tôi xin được lấy cân nặng tôi ra để đặt cược trong chương trình này. Nếu như mà tôi đoán sai ó, tôi tình nguyện mập lên 2 kg. Ô có biết là tôi chạy bao nhiêu lâu để tôi xuống được 2 kg không, mà bây giờ gì ô mà tôi nói tôi sai tôi lên 2 kg, đó là một chuyện kinh khủng. Ai thì tùy nhân biết. Xéo sắc chi bây giờ trả giá. Đó mà cha sao cũng tặng quà mà chọn đúng người quá vậy ta. Cái đó mà anh nói rồi anh còn nhắn vô. Ở Việt Nam có mấy người đó. Trời ơi đó. Mấy cái này nên tặng tiên chứ tặng tôi làm cái gì. Nhớ giữ lời. Và nếu như anh Thanh mà ở nhà ý thì cái hạt gạo nó có thể chia được cho hết luôn. Và cái trường quay nó cũng được người hạt cho vui. Không không nên, không nên thôi. Chúng ta nên tránh những cái rải gạo muối. Chỉ nên giữ một mình thôi. Mình nghĩ những cái tích cực tìm ra tích cực chứ hỉ. Yeah. Dạ tôi chịu thua O. Dù cho tới bây giờ tôi biết O là ai thì O cũng đã thắng tôi rồi. Tại vì thật sự là O đã lừa tôi ngần ấy vòng. Thế bây giờ tới chung kết rồi biết thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên là xin được cúi đầu để nhận 2 kg gạo này. Và hy vọng ăn xong không mập. Dạ, dạ anh đề nghị là lạc nữa chương trình sẽ cấn Trận Thanh lên bằng nhờ ghi lại cái số kỳ nữa. Trời ơi ơi. Nói xong chương trình mà không có tăng lên 2 kg thì ó cầm gạo tiếp. Ó cầm cái bô mà cho lên 2 kg thì thôi hả. Ó đừng làm gì, người ta nói ó là body shaming tôi đỏ không nên ó. Tội nghiệp tôi ơi, đừng làm ri tội nghiệp. Ý tốt của O là thấy anh dạo này lao lực quá, O muốn tẩm bổ cho anh. Không nên, bổ lắm rồi. Cho nên tóc tiên về Đức Phúc vậy là chị Lê Quyên là đừng có buông. Cái món quà nó hẳn vui vẻ chứ mà nhận để trong lòng ức chế lắm. Cho nên là em xin chúc mừng 3 người còn lại là không được nhận quà nhưng mà cực kỳ là ngon lành. Còn cái người mà nhận quà nữa là khóc trong bụng. Anh ơi, cái này là độc nhất vô nhị trong lịch sử game show luôn nha. Là có mascot tặng ngược lại cho ban cố vấn mà tặng gạo nha. Em nghĩ là lần đầu tiên trong lịch sử đó. Mà kệ ai nói gì nói, miệng có gạo ngon ăn này, gạo tắm nha. Yeah. Anh Thành gì? Mai em đẩy qua 2 kg tóc mỡ. Ờ dạ ngon. Cảm ơn O nha O. Love you. Rồi cảm ơn O rất là nhiều ạ. Xin mời O hãy vào đầm sen của mình và nghỉ ngơi. Bị đổi đây cuốn ngầu, dìu O vào ạ. Nếu mà O về đầm sen thì phải lên suối tiên đón bà Phụng bằng lửa. Long Long Quy Phụng. Mà hôm nay là năng lượng của O chưa đạt 100% nè. Có sự ho nhẹ, bệnh nhẹ. Nhưng mà năng lượng xéo sắc vẫn y chang nha. Không. Cái cốt rồi. Ho thì ho mà chặt thì chặt nha. Mà lúc chặt không ho nha. Chặt không ho mới chết đi. Cố gắng để chặt cho đẹp cho nên ho, cố gắng nhịn nha. Ghê thật sợ thì... Kỹ thuật chặt cũng tốt nữa. Kinh khủng. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert
hoành tráng nhất năm 2022. Bạn nhất định không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, 15 mascot cùng trình diễn trên một sân khấu, quy tụ những màn kết hợp có 102 của các vocalist hàng đầu. Thưởng thức tất cả những ca khúc hay nhất, tận hưởng sân khấu, live band và không khí âm nhạc đẳng cấp, giao lưu với những thần tượng mà bạn yêu mến. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại sân vận động Phú Thọ. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Khám phá ngay combo áo và nón chỉ có trên vshop để quẩy thật sung trong đêm The Masked Singer Việt Nam All Star Concert bạn nhé. Và thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi push your hands up, rub the beat cùng với DJ quẩy Spinos cùng với Tino. Hey. Lời hài nè. Bả như là đi tấu hài vậy đó. Mỗi lần ra là quẩy vậy đó. Đáng lẽ lúc trước á, bà này mình phải phát cái mascot cho bà là con lân. Vậy đúng. Là bà múa là nó vô vấn đề lắm. Anh ơi, đang tiến hóa từ từ nè, anh này dãy lân đó. Trời ơi. Bình thường thì con lân là nhìn bao lì xì, ban cố vấn đang chờ. Trời ơi, chị ơi, đứng dài quá luôn. Giờ sao? Thường theo khai trương là mình phải cho lì xì lân chứ không đúng rồi, cho mình lì xì lân rồi lỗ sao? Lỗ. Lỗ. Bà Tý bà có gắn pin không sao bà lắc miết ta? Thì nãy giờ em cứ thắc mắc tại sao em cứ lắc như thế này. Ủa, em đang điều hòa không khí à? Điều hòa. À cho nó mát hả? Tự tạo gió hả? Dạ đúng ạ. Lưu thông, lưu thông. Lưu thông khí huyết, điều hòa không khí ạ. Đâu ơi, dạ. Mình hãy đứng mình điều hòa nhẹ được không? Chứ tôi cũng đổ mồ hôi đó. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi là một hành trình của Tino. Có rất nhiều câu hát được cất lên, hòa trong vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của cảm xúc, vị đắng của chiếc miệng xinh chưa kịp uống nước, và vị cay của đôi mắt long lanh. Lần đầu tiên có một sân khấu mà cả Tino và 14 nghệ sĩ tham gia đều cảm thấy mãn nguyện và trọn vẹn trong một hình hài khác biệt. Vẫn là giọng hát của mình, nhưng được biến hóa và thăng hoa một cách đặc biệt. Tino đã dám thử thách bản thân ở những thể loại âm nhạc mà mình chưa từng hát, chưa bao giờ biểu diễn này. Phải cố gắng để giọng để biến hóa đa dạng này. Nhưng điều đó quả thiệt không dễ dàng chút nào cả, vì phải che giấu đi chất giọng đã tạo nên thương hiệu cho bản thân mình. Nhưng một khi Tino đã quyết tâm thì sẽ cố gắng hết mình và luôn bật chế độ máu chiến. Nói máu chiến vậy thôi, nhưng Tí cũng đã có những giây phút rủng tim vì lọt tốt nguy hiểm. Tí cũng sợ lắm chứ, nhưng nhờ vậy mà cô nàng Tí Nâu này mới vực dậy mạnh mẽ. Là người đang đứng đầu với lượt bình chọn cao nhất. Đó là một cú lộn ngược dòng đầy mạnh mực mà Tí Nâu sẽ không bao giờ quên được đâu. Có lẽ nhân vật Tí Nâu hồn nhiên vui vẻ mà mang đến năng lượng tích cực cũng như sự đa dạng cho chương trình là điều mà khán giả và Tí Nâu đều mong muốn. Tí Nâu này bỏ thi chừng 2 vòng thôi, tôi nghĩ mới lên nóc nhà mà đứng mà quậy rồi. Thiệt. Thấy hồn nhiên vậy thôi, chứ thiệt ra là mệt lắm á. Mỗi lần nâng cấp đồ là tự nhiên tăng thêm được vài ký lô. Tổng cộng là gần 30 ký lô chứ có bao nhiêu đâu. Mà vẫn cười cười nói nhảy tung hết phụ kiện ra ngoài. Nhưng Tí Nâu cảm thấy hạnh phúc
thì đó là điều mà mình muốn mà. Đêm chung kết, Tino muốn gửi tới khán giả những lời cảm ơn chân thành vì đã luôn theo dõi, luôn yêu thương và ủng hộ cho Tino cũng như các nghệ sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn ban cố vấn và ekip sản xuất The Channel đã cho Tí một cơ hội được lột xác và bứt phá trong linh hài của Tino. Wow, cảm ơn Tí Nâu ạ. Vừa rồi là chúng ta nhìn lại hành trình của Tí Nâu, cũng có những lúc mà rơi vào vòng nguy hiểm đúng không? Cũng có những lúc mà thăng hoa, đứng đầu lượt bình chọn từ khán giả cũng như hội đồng cố vấn luôn. Và ngày hôm nay sẽ là một bài hát mới nữa. Bài hát này một cái tên vô cùng đáng yêu, Hơn Em Chỗ Nào. Hay quá, cái tên nghe dễ thương. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Tiến Hoàng. Xin mời Tí Nâu. Chậm hơn chẳng lỡ buông lời, với tình yêu mình sẽ bớt buồn hơn. Tại đôi khi em chẳng thể hiểu được anh, trái tim này bên anh chăm sóc chữa lành. Điều gì đã khiến anh vứt bỏ?
của Tín Ông ca khúc Hơn Em Chỗ Nào. Wow, trời, mình cứ tưởng Hơn Em Chỗ Nào là một cái bài gì nhí nhảnh hay là nó vui tươi, ai nghe bài gì đâu mà nấu ruột ghê. Súng ở sân khấu rồi Tín Ông ơi, tiên ra đây tiên thì thầm là đây là một cái sự thủ thỉ nó đặc trưng và nó là ca khúc mà nó gần với âm hưởng cũng như là với cái gu thưởng thức nghe nhạc của khán giả Hà Nội mình này. Hồi nãy là em thì thầm là bởi vì chị Quyên khai sáng anh em mình là Ballad Sài Gòn. Rồi, thì hồi rồi. Nãy em quay ra nói chị Quyên đây là Ballad Hà Nội đây chị Quyên. Lúc nãy Quyên ngồi cứ tận hưởng cái sự nữ tính của Tín Âu. Không phải trước một sự tan vỡ nào người ta cũng có thể bộc lộ sự yếu đuối nữ tính như thế. Tín Âu rất là nhẹ nhàng, rất là thủ thỉ. Có một cái gì đó bất lực và buông xuôi nhưng mà lại không có thảm thiết theo cái kiểu bi lụy mà nó chỉ làm cái gì đó yếu đuối không biết làm gì cả. Nó thật là với những người phụ nữ bị cái bản năng mạnh mẽ và cái số kiếp mạnh mẽ nó ấn định vào ấy, nó lại rất thèm cái sự yếu đuối như vậy. Tại vì khi người ta được yếu đuối trước một cái sự mất mát nào đấy, người ta được khóc với nhiều người hơn thì người ta sẽ nguôi ngoai đi cái nỗi buồn. Tôi thương bạn lắm bởi vì tôi thấy có rất là nhiều những cái sự kìm nén khi mà tôi đọc những cái dòng chia sẻ của bạn. Thì cũng may là đây đang ở trong cái khuôn khổ The Masked Singer thì chắc mình cũng không nói muốn nói gì đến cá nhân Quyên nhiều. Nhưng mà với cái sự thể hiện bài hát rất mới mà Tín Âu vừa hát thì thực sự rằng sẽ cần thêm một chút thời gian nữa để chúng ta cảm nhận bài mới. Đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà rất thích cái sự bình thản của Tín Âu thể hiện trong cái bài hát Tan Nát vừa rồi. Người phụ nữ này là mạnh mẽ lắm nè. Tôi là đi show và trải qua quá nhiều với cái người bạn này rồi cho nên là rất là hiểu Quyên. Bây giờ phải đính chính chút xíu nha. Ở ngoài tôi với Quyên gọi là Thành với Quyên nha, chứ đừng ai nói tôi hổn là không kêu chị nha. Bây giờ muốn tôi kêu chị thì kêu Quyên nè. Sợ tôi bỏ đi. Ừ nha. Tại vì Thành biết Quyên đi show nhiều, Thành biết Quyên là một cái người á cũng thèm được yếu đuối lắm. Và cái người này ở trên này nè cũng không có tỏ ra cái yếu đuối cho ai coi đâu. Bữa nay là lần đầu tiên mà tôi thấy bà hát mà bà muốn khóc. Thế không biết bà có khóc có động hay không, đúng không? Em nãy giờ em đang suy nghĩ là lần đầu tiên em thấy mà thấy đàn bà một phụ nữ như vậy. Người này là mê cái cảm giác đúng lâu rồi. Lâu được vậy nè. Lần đầu tiên em thấy luôn đó. Phải đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng mà thật ra là cái người này á cũng rất là phụ nữ thôi, cũng biết đâu chứ bộ. Tan ra đấy. Đấy, nhưng mà có cái là người này gồng lên được. Vẫn nói không được. Còn cái người này cũng che giấu từ hồi xưa tới giờ. Giấu rất kỹ. Giấu kỹ lắm. Bữa nay giống như kiểu đêm cuối, chị ba xóa nè. Thì mới thấy được cái góc độ yếu đuối của người này. Nhưng mà bạn Tín Âu ơi, bạn vẫn luôn như thế, chứ bao giờ bạn khác đi. Chỉ là em giấu đi thôi. Cho nên là cứ hãy cho cái cảm xúc mình nó trôi ra. Nè, Thành cry. Tôi nói thiệt, bây giờ có chửi tôi thêm 10 show nữa, tôi muốn khóc. Tôi vẫn phải khóc, tôi nói thiệt. Tại tôi không kiềm chế được, chứ không phải là tôi không muốn. Cái này là làm chứng nha, tại vì Tiên biết là đúng là ở bên ngoài thì cũng nghe nhiều người bảo là sao anh Thành khóc hoài vậy. Nhưng mà nói chuyện với anh Thành nhiều, mọi người biết anh Thành rất là dễ xúc động. Chỉ khi nhiều khi mình đang ngồi kể câu chuyện gì quay ra thấy ổng khóc rồi. Tức là trong backstage là anh Thành đang dậy rồi, chứ không phải là trên sân khấu đâu. Cho nên là thông cảm với người anh tôi. Nhưng mà không sao, tôi mới nói là trời, còn khóc được là hay. Tôi có xem một cái phim, nó tên là Tusk, răng nanh. Tôi cực kỳ yêu cái câu nói của cái nhân vật trong đó. Nó là tôi rất là thích khóc, vì trong khoảnh khắc đó nó tách biệt rất rõ ràng giữa con người và động vật. Và tôi yêu thêm một câu thứ hai nữa của một thần tượng trong cuộc đời của tôi, đó là Charlie Chaplin, vua hề sặc lô. Ông nói là tôi rất thích đi bộ dưới trời mưa, bởi vì lúc đó sẽ không ai thấy tôi khóc. Wow. Cho nên còn khóc được, cứ khóc đi vui mà. Đúng như mọi người nói rằng là nhiều người họ mong muốn được như vậy nhưng không có được. Đâu có phải ai cũng có thể thoải mái để khóc ra trước mặt mọi người đâu anh. Em nghĩ rằng là đó là một cách mình tôn trọng cảm xúc của mình. Em cũng sẽ như vậy. Không việc gì em phải kìm nén bất cứ một cái điều gì cả. Như chúng ta thấy là Tín Âu ngày hôm nay là bung xõa luôn á. Là hát hết tâm can mà ở dưới nghe có tiếng nức nở nữa. Đã cái dự đoán của anh đầu chương trình giờ có luôn đó.
là hát không nhớ mình là ai đó. Em có là sốc nên là lúc nãy thực ra một xíu em hơi lơ đễnh với cái bài hát. Em bảo ô trời, không thể nào là cái người này được, tại vì nghe vài nốt đầu là em đã đoán ra được Tín Nâu này là ai rồi. Nhưng mà những cái vòng trước với cái giọng hát đấy thì không thể nào là cái người bây giờ được. Khi mà chị hát lúc đầu thì là cái người đó, sau đến khi bắt đầu giữa giữa thì lại thành Tín Nâu, sau đến những cái câu kết lại trở về cái người đấy. Bây giờ em mới nhận ra trước đó em đã có nghe đồn là cái người đó rồi. Nhưng mà không tin, thôi đợi đến khi nào mở mặt nạ ra thì lúc đấy tôi mới tin. Và đến vài câu hát đầu ngày hôm nay thì em đã tin là đó là cái người đấy rồi. Chính cô ta. Và quan trọng nhất là hôm nay ngồi trước đàn piano không có nhiều lắm những người ca sĩ mà tự tin đánh piano trên sân khấu. Đấy, ta nói không có giỡn được. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ rất là xúc động đến từ hội đồng cố vấn rồi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi vẫn muốn nghe chính chủ nói về cảm xúc của mình sau khi mà thể hiện bài hát. Rất là nhiều những dây dứt, có những giọt nước mắt đã rơi ở những nốt cuối cùng. Tín Nâu cảm thấy như thế nào về phần trình diễn của mình vừa rồi? Xin cho em cảm ơn, rất là trân trọng với anh Hoài Sa đã giúp em trình bày bài hát này ạ. Em cảm ơn anh Hoài Sa. Thực ra thì đến giờ em vẫn còn xúc động á. Khi cái nốt đàn cuối cùng dừng thì em mới được xúc động. Bởi vì là nếu mà vừa đàn vừa hát thì em không thể để cảm xúc làm cho mình bị phân tâm. Bởi vì là bình thường á, vừa đàn vừa hát nó cũng có một chút khó. Mà em đeo cái mask này, em phải le vào mấy cái khe này, em nhìn nốt. Xong rồi cái mic của em nó phải lòn qua đây. Thành ra là em phải đứng im như tượng mà mông em nhúc nhích lên đẩy cái tay thôi à. Cho mình hỏi là có phải là Tí nhìn ra thế giới qua cái miệng của con chùa không ạ? Dạ đúng ạ. Trời ơi Tí ơi. Quá giỏi. Cặp mắt với trên để trang trí thôi ạ. Có nghĩa là vừa nhìn cái đàn mà với cái bàn tay mà có đeo cái bao tay nữa. Sao mà đánh đàn được với cái bao tay ta? Đó, rồi còn phải canh cái miệng hát cho khớp mà bài mới nữa. Wow. Trời ơi. Mà nghe đâu đó cũng chính là nỗi niềm của Tí Nâu. Dạ không phải đâu anh. Dạ không phải đâu anh. Tài lanh, xạo xạo, dựng chuyện à. Dựng chuyện ngang dọc à. Dạ nó chỉ là một câu anh nói. Khi mà cái cuộc tình đó tan vỡ thì mình có hờn chấp một chút trước khi quên luôn cái người đó thôi ạ. Đây hát nó cảm động quá, em mặc định vậy. Nhưng mà vậy là cũng có rồi. Cũng có đó. Cũng có rồi. Cũng có chiếu chiếu. Vậy mà trách lầm bắp tội nghiệp nó. Quay trở lại câu chuyện chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến món quà mà Tí Nâu đã chuẩn bị rất kỳ công, cũng lâu lắm mà ban tổ chức không biết là món quà gì. Nè, thưa với bạn Tí, hãy tặng những món quà mang đến những giá trị về vật chất hoặc tinh thần. Không nên tặng những loại quà mà mang giá trị trù ếm về cân nặng của giám khảo như vừa rồi, không nên. Cái gì mà nó nhẹ nhàng, tình cảm là chính thôi. Nó đúng, cầm vừa tay là được. Mình chỉ nói là với cái cách hát vừa rồi, mình nghĩ bạn là người sống lương thiện. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Yêu đuối và lương thiện. Đây là món quà mà Tí Nâu dành tặng cho hội đồng cố vấn. Để xem ai là người sẽ vinh dự nhận được món quà này. Wow. Xin mời bài đấu đen ạ. Ủa dài vậy? To quá. Bà vẫn nhảy kìa. Nhảy kìa. Lo vẹn vậy lắm. Cái điệu nhảy này có duyên quá à. Sơ hở là bà nhảy. Lẹm nhạc là nhảy. Nhưng mà món quà này đang được gói ghém rất là kỹ lưỡng. Có vẻ to à nhỉ? Dạ to, nặng à. Cỡ 20kg. Tú heavy hả? Ôi. Tí Nâu ơi, mình chia sẻ một tí xíu về món quà này. Tí Nâu dành tặng cho ai? Ý nghĩa như thế nào ạ? Dạ, kính thưa các khán giả và các khách mời có mặt trong The Mask Singer ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì món quà này Tí muốn dành tặng cho một trong những người ban cố vấn, người đã đồng hành cùng Tí cũng như các mascot trong suốt thời gian qua. Trên người Tí là cái bộ đồ gần 30kg. Tí rất là cực, Tí rất là nhiều mồ hôi, có rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà sau cái phần thi của mình á, thì Tí quay về phòng Tí được nghỉ ngơi. Còn ban cố vấn thì vẫn ngồi ở đó trong suốt cái buổi ghi hình. Ở sân khấu ngày hôm nay thì còn 4 người phụ nữ. Nhưng mà trên ban cố vấn thì chỉ có duy nhất một người phụ nữ ngồi ở xuyên suốt. Và trong suốt 15 tập thì biết bao nhiêu là thời gian, biết bao nhiêu là cảm xúc đồng hành cùng với cả khán giả. Và có rất là nhiều những người phụ nữ đứng đằng sau chương trình The Mask Singer đã tạo nên những cái điều tuyệt vời để cho tất cả các mascot và khán giả được thăng hoa. Cái món quà này Tí dành tặng cho Tiên. Nhưng mà ẩn sâu ở trong đó là rất nhiều cái sự trân trọng, cái sự yêu thương dành cho tất cả những người phụ nữ của The Mask Singer đã tạo nên thành công ngày hôm nay của The Mask Singer ạ.
Trời ơi, cái quà này bự quá luôn. Có bao giờ tặng kỷ niệm chưa? Sao tự nhiên nó như con 500 nó hút sang đây này hóng nhỉ? Sao ta? Có của là chia liền. Tụi tôi là thấy có của là hay hôi của lắm. Hay dữ hả? Dễ thương quá. Đây nè, chào Tiên Tí Nâu nè. Đây là lần đầu tiên Tí thấy Tiên nè. Mảng này phải đọc nha. Tí thích mái tóc xoăn dài, đen lấy và nụ cười bừng sáng của Tiên. Tiên có nhớ lúc mặc bộ đồ này là Tiên đang hát bài gì đây không? Đây ạ. Trong đây có cái chữ là vô 2003. Và số 09 là số báo danh của Tiên lúc đó. Là bài gì đó? Ôi, mình gặp nhau từ lúc đó luôn rồi á hả? Gặp trên TV. Không biết, mình gặp từ lúc đó chắc tôi xỉu quá. Trời ơi, nổi da gà từng cơn đó nha. Chắc sau chương trình này tôi mời bà Tí đi tấu hài với tôi. Tức là như thế này, trong đây có rất là nhiều mà em xin phép được về đọc riêng nha. Tại vì tặng em nên đọc riêng. Nhưng mà cái kiểu mà vô rồi số báo danh 09-2003 này thực sự nó là một cái cục mốc của Tiên. Tại vì lúc 2003 lúc đó là tụi mình 14 tuổi. Lúc đó Tiên lần đầu tiên bước lên sóng đài truyền hình quốc gia thi tuyển ca sĩ ngày đó. Tiên không biết là thực sự là Tí có plan tặng cho Tiên không. Nhưng mà lúc mà Tí nói là Tí tặng quà, Tiên rất là mong mình là cái người đó. Thôi, như này không chia được rồi, chị về chỗ nha. Tiên, được rồi, chị mai em không chia được. Khung hình em nên giữ. Không dính được. Tiền thì gọi anh. Trong mấy ngày vừa qua thì ngoài việc là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường như những người bình thường khác thì Tí còn có hai việc quan trọng, đó là tập bài cho chung kết và làm món quà này cho Tiên. Wow, dễ thương. Tí tự tô vẽ rồi cắt dán lồng ghép những câu chuyện có những cái sự kiện trong sự nghiệp của Tiên, dù chỉ là một vài sự kiện thôi, nhưng mà Tí mong rằng là Tiên sẽ nhớ hết chứ không phải không nhớ nha. Bây giờ mới nói là lúc Tí nói là Tí tặng quà là em rất mong em là người đó. Tại vì cái hành trình vào nghề của em bằng một cái cách hữu duyên nào đó thì giống như có một cái sự kiện ở đây ạ. Có hình ảnh của nàng tóc xoăn nè. Có hành trình đúng không? Dạ, cầm cái đàn Melodium. Melodium. Đó là trên sân khấu này được nói không ta? Không. Không à? Dạ. Chưa kịp hỏi kịp không cho nói luôn. Không à. Cho nói luôn. Ế chứ hết đã. Tức là trên một cái sân khấu truyền hình trực tiếp của một chương trình rất là nổi tiếng thời kỳ đó. Và lúc đó hình như là Tí là người sáng tác đúng không ạ? Như lúc đầu vòng đầu tiên Tí có nói là Tiên có hát một bài có một kỷ niệm rất là sâu sắc với Tí. Đó là cái bài hát đó. Tí là người hát demo bài hát đó. Nhưng mà khi lên sân khấu thì là em được vinh hạnh hát. Kể mấy cái câu chuyện có hai người biết bực ghế mà, sợ. Tại vì không có cho nói ra cho nên là không có nói Tí được. Không cho nói. Tí bây giờ được không. Là trong bộ phận kiểm soát lời nói của chương trình. Tức là chưa bao giờ Tiên với lại Tí thực sự có một cái cuộc nói chuyện mà như là anh chị em mình gần gũi nhau. Vậy thôi đừng nói nữa. 15 năm làm nghề nhưng mà vẫn rất là luôn theo dõi cái sự phát triển sự nghiệp của nhau và luôn dành cho nhau những cái sự trân trọng nhất. Cho nên là Tiên rất rất là cảm ơn cái món quà này. Nó có ý nghĩa tinh thần rất là lớn đối với Tiên, bởi vì không nghĩ rằng là có một người bạn đã dõi theo mình lâu như vậy. Nghĩa là vậy nè, chưa bao giờ gần nhau như thế này mà còn tả thực mà chi tiết như này ha. Tức là nó là những cái sự kiện mà chỉ có em nhìn vô em mới biết thôi. Đấy, thế mà nếu mà gần nhau nhiều chắc Tí đâu có phải ra sân vẽ hết rồi. Cực kỳ chân thành. Hồi nãy lúc mà backstage có phỏng vấn em hỏi là cái ấn tượng gì về chương trình này thì em nghĩ là có một cái ấn tượng mà em rất là muốn chia sẻ, đó là tình đồng nghiệp của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Yeah. Có thể là khán giả không có hiểu hoặc là không có cảm nhận được hết, nhưng mà mấy anh chị em chúng tôi là cảm nhận rất rõ tình đồng nghiệp và sự trân trọng tuyệt đối dành cho nhau. Cho nên là nhìn thấy bạn mình ở đây hôm nay với cái bài hát này, Tiên tin chắc rằng là sau đêm chung kết, gọi là không dám nói trước nhưng mà chắc chắn là sẽ có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả, và chắc chắn Tí Nâu sẽ còn bay xa hơn nữa. Sau cái The Masked Singer này họ sẽ yêu bạn vì tính cách, vì con người của bạn, bởi vì bạn sống quá ấm áp đi. Làm được cái này là đúng sweet rồi. Lắm phải. Yeah. Sống sweet lắm mới làm cái này. Em còn không nhớ cái số báo danh của em năm đó mà. Nhất là chị là một người vẽ rất xấu Tí Nâu ơi. Chị nhìn từng nét vẽ của em chị ngưỡng mộ lắm á. Em giống như là đang được nhận bằng khen ở đây luôn á. Tới bây giờ em như không thể nào biết được Tí Nâu là ai cả. Em vẫn mơ. Bắp ơi. Dạ. Bớt diễn lại. Chấp thẳng nha. Bớt. Bây giờ thì để bảo mật danh tính của Tí Nâu, một lần nữa em đã không biết Tí Nâu là ai cả. Xin mời vị đội áo đen ra giữ Tí Nâu vào trong mà để bảo vệ danh tính. Hãy cho một cái tên. Quá trời. Và thưa quý vị, một chiến binh kế tiếp, giọng ca cực
kỳ nội lực và những màn trình diễn bùng nổ cũng có liên quan đến cố vấn top tiên. Còn đi hát hay không là phụ thuộc vào màn lộ diện. Sự nghiệp của em phụ thuộc vào chị hết á. Em mà sai là em bỏ nghề luôn á, em nói thiệt. Trời ơi. Úi giời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Không em sai được. Hãy cùng chúng tôi chào đón Phượng Hoàng Lửa. Bữa nay Phượng Hoàng Lửa như cô Minh Hiếu vậy. Quá trời vòng vàng. Mà anh thấy sao mỗi tập hồi xưa là có nhiêu đây thôi, giờ kéo xuống đây luôn rồi. May là không còn vòng nữa, không lết đất phải không? Chị Lệ Uyên ơi. Dạ. Dạ, chị có phỏng đoán xem chị Phượng Hoàng Lửa này là nhân vật nào không ạ? Trời, chưa kết cả mình. Em tưởng bà Lửa bà cười. Tự hỏi gì khó lắm không? Về cái vấn đề này đó, chị em tôi cùng số phận với nhau. Ủa, lại có một câu chuyện riêng nữa hả? Không, cái câu chuyện đó đó. À, câu chuyện đó đó, hiểu. Mà thở khẽ ra là phát hiện được ra mình rồi. Thở thôi. Quyên đã từng nói một cái câu nói rằng là trong vườn hoa nghệ thuật của chúng mình thì mỗi người sẽ là một bông hoa có hương thơm, có sắc khác nhau thì nó mới là một vườn hoa. Nhưng mà nếu mà nói Quân thích nghe hát thì Quân thích nghe chị Phượng Hoàng hát nhất. Chị Phượng Hoàng có một cái sự lồng ghép kỹ thuật một cách rất là tự nhiên mà thoát ẩn thoát hiện, và tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng được cái kỹ thuật đó mà không cần phải hiểu nó là cái gì, chỉ biết là nó hay thôi. Đó, đó là đỉnh cao của học thuật. Đó là sự khiêm nhường, sự thông minh người nghệ sĩ khi thể hiện nó, mà không phải ai cũng tiết chế được làm được điều đấy ạ. Và bây giờ em cũng như tất cả mọi người đang rất muốn chiêm ngưỡng cái tác phẩm mới mà chị Phượng Hoàng hát sẽ là tác phẩm gì. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu là tác phẩm gì đi chăng nữa thì được chị Phượng Hoàng thể hiện thì điều đầu tiên là phải chúc mừng cho người nhạc sĩ đó, và chắc chắn đây sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời. Chị Phượng Hoàng công hiến cho tất cả mọi người ạ. Sẵn đây cho anh nói cái điều này, đây là cái anh rất là muốn chia sẻ về Phượng Hoàng. Tại vì sẵn có Quyên nói anh mới nói. Cái điều mà Trấn Thành kính nể ở Phượng Hoàng Lửa đó là Phượng Hoàng Lửa là một người ca sĩ có thể hát được tất cả các thể loại nhạc mà không phân biệt nó là nhạc ở thế hệ nào. Phượng Hoàng Lửa biết cách biến cái bài nhạc đó được hát theo cái style của mình để không có đụng chạm đến cái style của cái người hát ở cái version gốc. Đó là một cái điều mình respect. Cái thứ hai là điều Phượng Hoàng Lửa làm được luôn luôn có một cái tinh tế trong việc xử lý bài hát. Tại vì cái bài nào mà đụng tới Phượng Hoàng Lửa để mà xử lý thì đó là cái xử lý của một producer âm nhạc chứ không chỉ là một ca sĩ nữa. Nó tinh tế đến từng nốt, từng câu, từng khổ. Thì bây giờ sẽ là lúc chúng ta được xem nếu một bài mới hoàn toàn được đưa vô tai con người này thì nó sẽ ra hình hài như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe hành trình mà Phượng Hoàng Lửa đã trải nghiệm cùng với The Masked Singer Việt Nam. Xem đó sẽ là những kỷ niệm như thế nào. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titan. Đây là world class, thưa quý vị. Tôi đã chạm ngưỡng cảnh giới hóa thân trên sân khấu của The Masked Singer Việt Nam. Rớt đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một ca sĩ hát rớt luôn cái đồng đó. Rớt nhịp tim. Thực sự bùng nổ, và đó là Phượng Hoàng Lửa. Nhưng Phượng Hoàng Lửa được thăng hoa trong âm nhạc và nhận được những tình cảm vô giá của mọi người sau mỗi tiết mục. Trời đất ơi, oh my goodness. Cảm xúc không diễn tả bằng lời được. Phượng Hoàng Lửa vốn không thích thi thố. Nếu chỉ đơn thuần là những cuộc thi hát thì không đủ sức hấp dẫn để kéo tôi đến với chương trình đâu.
Nhưng ở đây, các thí sinh được hỗ trợ khai thác bản thân dưới nhiều góc cạnh khác nhau, trong một tinh thần chơi nhạc an hòa, hài hước, không mang tính sát phạt, cạnh tranh. Ai cũng có thể có tiết mục xuất sắc, ít nhất so với bản thân họ, nó hợp với ý của mình hơn. Càng về sau, chương trình càng hấp dẫn. Tấm vé vào vòng bán kết đầu tiên đã thuộc về Phượng Hoàng Lửa. Dù không được hát đúng bài tủ bài hit của mình, Phượng Hoàng Lửa luôn luôn muốn vượt qua thử thách trong nghề nghiệp, vượt qua chính mình. Hay quá! Quá tuyệt vời! Hơn nữa, chương trình rất là vui nhộn, Phượng Hoàng Lửa thích vui nè. Nỗi sợ của Phượng Hoàng không có gì khác ngoài đuông dừa. 1, 2, 3, 4, 5. Phượng Hoàng Lửa đến với The Masked Singer Việt Nam vì những gương mặt uy tín và tâm huyết ở đằng sau một sân chơi lành mạnh. Sân khấu của The Masked Singer Việt Nam chính là không gian đúng để điều này được xảy ra. Cảm ơn The Masked Singer Việt Nam đã cho Phượng Hoàng Lửa những trải nghiệm có 1 không 2 như thế này nhé. Vừa rồi một cái đoạn kỷ niệm mà chúng ta cảm thấy là lần đầu tiên có một mascot hát rớt đầu luôn. Đó chính là Phượng Hoàng Lửa. Cũng rớt đầu mà không thấy mặt luôn á. Có nghĩa là vậy nè, đây tôi diễn tả lại cho quý vị nghe. Là nhiều khi dựng lên trên TV á là nó tới 9-10 giây là tại vì người ta phải cắt ghép lại. Chứ còn ở hiện trường sân khấu á, nó xảy ra có khoảng 2-3 giây thôi. Nè, nếu như ta buông lời tan vỡ một cái là nó cụp xuống như nè. Hay lắm nè, phải cúi cái đầu mà sát đất vậy nè. Phải chụp cái đầu mà lại, xong là cái tay con phải thò cho quay trong cái lắp vô đầu đó là hát tiếp. Trời ơi, làm ghê lắm. Thôi mà quý vị cứ nói thiệt á, giống như mình coi mấy cái clip ở trên mạng á mà giật dây chuyền sao là nó lẹ y chang như vậy đó. Nhanh thiệt là nhanh luôn. Mà ngày hôm nay thì Phượng Hoàng Lửa lại mang đến một bài hát mới nữa. Một quãng thời gian rất đẹp, rất nhiều những điều tuyệt vời của bọn chúng ta. Ca khúc mang tên Thanh Xuân của nhạc sĩ Trần Đức Minh. Sống lại một thời say mê, đi trên chuyến tàu bụi thời gian trôi, qua bao cánh đồng vòng hoa thanh rơi. Cho tôi sống lại chiều hè thanh thang, đi bên lũ bạn hẹn hò yêu đương, trong tim mỗi người một trời ấm thắm. Trong dấu lòng một nàng thi ca, một nàng thi ca, một nàng thi ca, du hành qua tháng năm, à, qua ngàn năm ánh sáng, à, cầu nguyện nơi tâm, à, mang mình yêu trong tim.
cho tôi sống lại chiều hè thanh thang, đi bên lũ bạn hẹn hò yêu đương, trong tim mỗi người một trời ấm thanh, ngân trong dấu lòng một nàng thi ca, một nàng thi ca. Phú Hoàng Lửa. Xin được cảm ơn vũ đoàn Bước Nhảy. Bình tĩnh, bình tĩnh chị. Đang trên cao, đang trên cao. Phú Hoàng phấn khích quá. Eo ơi, cứ như đi nhà trẻ ấy. Ừ. Lên đến cao nhất thì tao run gần chết. Bà đung đưa cái chân và bảo chị không sợ đâu các cưng ơi. Một cái gì sẽ vui của biên tập đó chính là lúc mà tập giật trước á, là chị Phụ Hoàng Lửa là sợ độ cao. Sợ mà chân đung đưa thế á. Vâng, mà sao hồi nãy em thấy cái tiết mục vừa rồi hình như nó phản bác lại cái lời nói. Hồi nãy á, nếu như mà là O Sen hát thì là nhạc phim của Lion King 4. Dạ. Còn cái bài này là nhạc phim của Rio 3. Avatar, chính xác. Nghe sắp nó rất ra, là sủng thi kiểu gì ấy anh. Đúng là vòng chung kết này chị Phượng Hoàng cũng rất là buông bỏ. Khoái gì tao làm cái đó luôn. Tao thả tao buông lơi, tao hát cho đã cái nư luôn. Thực sự là như thế. Buông đâu mà buông. Đang xin quay lại một bé về tuổi thơ mà lại bảo buông. Sân si thế còn gì. Sân si. Sân si cực kỳ đáng yêu. Thực sự vậy. Đúng rồi, đêm chung kết ai cũng bung nóng hết trơn, ai cũng mang đến cho khán giả những tiết mục cống hiến hết. Một bài hát quá đẹp đẽ chị ơi. Em như là nghe một cái album của ngày xưa mà chị đã từng hát cái thể loại này. Thật sự ra mà nói thì các người chơi đến cái giờ phút này nha, họ khẳng định cho mọi người thấy họ là những người có cái class trong cái nghề của họ. Đến cái vòng này tôi không thấy ai có cái máu thi thố này hết. Đây là những cái người nghệ sĩ thực thụ, là họ chỉ muốn nói lên câu chuyện và thông điệp của mình. Cho nên that's why họ phải có mặt ở chung kết. Phúc ơi, em vẫn đang chìm đắm vào không gian của Avatar hả Phúc? Em vẫn chìm đắm vô cùng, và một lần nữa em xin cảm ơn cô Phượng Hoàng Lửa vì truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Ở đây không có cô đâu. Hôm nọ hát với chú Chế Linh 80 tuổi mà gọi là chú là đúng lắm rồi nha. Mà mặt có chút buồn xa xăm. Thế là mình phải nói rằng là chú ơi, đáng lẽ là chú là đúng rồi đó. Nhưng mà thôi thì ở trên sân khấu anh chị em nghệ sĩ không bao giờ muốn nói cái từ đó. Cho nên là cái câu anh nó ngập ngừng trên khóe môi của Quyên. Đúng không, hay gọi là các cô lắm. Thôi lần này là cái đêm cuối cùng em sẽ xin phép gọi là chị Phượng Hoàng. Đúng rồi. Dạ.
Thì thực ra là em mong muốn và em cũng ao ước được cái tính nghệ sĩ giống như chị Phượng Hoàng Lửa. Đó là những cái mà mình có thể thả lỏng trong âm nhạc của mình, làm những cái điều mà mình yêu thích, không cần phải lo lắng, không cần phải lo tan về bất cứ những cái điều gì xung quanh mình. Thật sự ra là em có thể làm được, đấy là vì em không thử thôi. Đúng rồi. Nếu mà nói về vấn đề này, chị xin nói một câu ngắn gọn thôi là Đức Phúc đã làm được với phiên bản của mình rồi đấy chứ. Ví dụ như cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Chị hát như thế, chị hát không ra. Đảm bảo chị Phượng Hoàng Lửa hát không ra, chỉ có Đức Phúc hát ra thôi. Yes. Đúng không ạ? Nó trong trẻo của một cái cậu bé mới bước vào cuộc đời này, một cái tâm hồn mà đầy ắp những yêu thương, vẫn có một chút gì đó, bắt đầu tập làm người lớn. Với Đức Phúc, Đức Phúc làm tốt rồi. Đúng không ạ? Chị Phượng Lửa nói một câu cho em phấn khởi. Phúc cứ sống như thế nào thì âm nhạc của Phúc sẽ ra như thế. Không, cái này không học được. Mình muốn làm nghệ sĩ thì mình cứ sống như nghệ sĩ thôi. Yeah. Bác hôm nay đẹp trai quá. Ôi, à dạ, cảm ơn. Từ đầu chương trình đến giờ thấy bộ đồ này là chị thích nhất đấy. Đẹp trai nhất, tóc cắt cũng đẹp mà lúc nãy nhảy cũng đẹp. 15 tập rồi anh. Đến cuối cùng thì trang phục của em cũng được công nhận mọi người ạ. Chị nói như vậy có nghĩa là những bộ trước là những bộ xấu đó. Anh Thành ơi, em đã không muốn nhắc em về trước rồi. Công nhận chị Phượng Hoàng Lửa vừa hát hay lại vừa khéo trong lời ăn tiếng nói. Nhưng mà bây giờ nè, cái phần quan trọng quà từ Phượng Hoàng Lửa. Bây giờ xin mời Bịt Áo Đen Quân Ngầu hãy mang món quà mà chị Phượng Hoàng Lửa dành tặng cho hội đồng cố vấn ngày hôm nay. Xin mời. Không cho em mở. Xin mời chị Phượng Hoàng Lửa hãy chia sẻ món quà này ạ. Phượng Hoàng Lửa muốn dành tặng món quà này cho Đức Phúc. Cho Đức Phúc. Thôi là em thật rồi chị ơi. Mà lời đầu tiên cho em cảm ơn chị Phượng Hoàng Lửa vì món quà này ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Em đã biết ở trong đấy có gì đâu. Thực ra là gì thì đây cũng là một cái điều mà em đáng trân trọng và rất là vinh hạnh rồi ạ. Có của hay có thức ăn thì phải chia anh nhá. Cái gì Phúc? Đây là một cuốn sách. Một cuốn sách Sống Xanh ạ. Đây là 52 tips ăn sạch uống lành sống bền vững. Ôi giời ơi. Đã thế. Em đọc ở đằng trong. Mến tặng Đức Phúc, hy vọng em sẽ thích cuốn sách này, Phượng Hoàng Lửa. Yeah. Ủa mà chị Phượng Hoàng Lửa ơi, cái thông điệp mình gửi gắm vào trong cuốn sách này Đức Phúc là như thế nào ạ? Bây giờ cũng đã đến vòng cuối cùng của cuộc thi rồi và Đức Phúc là người trẻ tuổi nhất. Trong ban cố vấn, Đức Phúc còn nhiều xăng nhất trong tất cả các anh chị ở đây. Chị muốn tặng cho Phúc một món quà tinh thần, hy vọng là nó sẽ truyền cảm hứng cho em. Để em có cái cuộc sống vui, rất là lành mạnh, kể cả tinh thần và trong này có cả ăn sạch như thế nào này, rồi tập thể dục, rồi những cái suy nghĩ tích cực. Chị nghĩ rằng đó chính là những cái nguồn nguyên liệu để cho em trở thành người nghệ sĩ như em mong muốn. Yeah. Nhưng mà rất hay nha, chị hát bài Thanh Xuân và chị tặng cuốn sách Sống Xanh cho người trẻ nhất. Rất là hay luôn, rất ý nghĩa luôn á. Tôi thấy hay thật. Một người được nhận 2kg gạo với lời nguyền mập lên 2kg. Một người thì được dặn ăn sống xanh, sống sạch. Anh em với lại Phúc là được nhận những món quà rất là tinh thần luôn. Sao anh nhận những món quà vật chất dữ vậy anh? Anh anh xem anh ăn ở thế nào. Thật sự luôn, phải xem là anh ở thế nào. Em nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là rõ ràng là chúng ta sẽ mãi mãi thanh xuân khi chúng ta lan tỏa cái sự tích cực vào cuộc sống này và chúng ta sống lành mạnh. Vâng. Yeah. Hoàng Lửa đồng ý với cố vấn Lệ Quyên. Gần đây khi mà có nói chuyện với anh chị em bạn nghề ấy, những người mà ở thế hệ trước hoặc là cùng thế hệ mình thì thấy mọi người có vẻ rất là hay nhắc đến chữ giả. Mình không nghĩ như thế. Mình nghĩ rằng là về mặt thể chất thì chúng ta sẽ không thể nào trốn được thời gian. Nhưng nếu như chúng ta vẫn giữ được cái sự thanh xuân ở trong tâm hồn, trong nhiệt huyết sống và nhiệt huyết âm nhạc, nhiệt huyết làm nghề của mình, dù các bạn làm nghề gì chăng nữa, không phải nghề nhạc, nghề khác cũng được, thì các bạn sẽ luôn mãi mãi thanh xuân.
Đấy là thông điệp mà Phượng Hoàng Lửa muốn đem đến cái bài hát ở trong chương trình ngày hôm nay. Là chúng ta không già đi đâu, già là ở trong cái đầu của mình thôi. Wow, cảm ơn Phượng Hoàng Lửa ạ. Một tiết mục thanh xuân và truyền tải thông điệp rất là tích cực. Vâng, cảm ơn hội đồng cố vấn. Và ngày hôm nay thì em nghĩ là ai cũng rất là vui bởi vì những món quà rất là bất ngờ đến những mascot của chương trình rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của chị Hoàng Lửa ạ. Xin mời, bị đổi áo đen cool ngầu. Khám phá ngay combo áo và nón chỉ có trên V-Shop để quẩy thật sung trong đêm The Mask Singer Việt Nam All Star Concert bạn nhé. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với phần dự thi của 4 chiến binh xuất sắc nhất trong tập chung kết ngày hôm nay. Và đây sẽ là món quà mà 4 nghệ sĩ của chúng tôi muốn gửi tặng đến tất cả hội đồng cố vấn, khán giả tại trường quay, khán giả theo dõi chương trình cũng như tất cả những anh em đã tạo nên thành công của The Masked Singer Việt Nam. Và đây là một bài hát của một nhạc sĩ cũng thân thuộc với chúng tôi qua rất nhiều những ca khúc mới đến với The Masked Singer, đó chính là Hứa Kim Tuyền. Wow. Và thưa quý vị, ca khúc này được mang tên Dưới Ánh Đèn Sân Khấu. Ôi, em thích bài này. Bài này rất ý nghĩa, rất ý nghĩa cho bốn mascot. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua, tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa. Tôi ước mình là một khúc ca, thầm trong vừa buồn vui câu hát. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga để vơi buồn mau trong. Giọt nước mắt rơi khi nào tôi cũng chẳng biết khi nào. Chỉ vì câu hát hay quá, yêu quá, thương quá nên khóc thôi. Từng ký ức đan xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dâng trào. Và tôi đón câu hát, tôi đón ánh sáng của chính tôi. Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng còn thành một câu hát chạy thẳng vào. Sân khấu sáng lên, tôi lại là một tôi có tên. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga để vui buồn mau chóng qua. Hạnh phúc rất đơn, chỉ là đôi lúc cảm thấy đớn đau trong lòng. Tìm được câu hát hay để an ủi và vỗ về thế. Xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dâng trào. Và tôi đón câu hát, tôi đón ánh sáng của riêng mình. Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gần thời một câu hát chạy thẳng vào. Có những lúc buồn miên man, có những lúc
Xin cảm ơn tiết mục vừa rồi, một tiết mục chạm đến tận cùng cảm xúc của tất cả những ai làm nghệ thuật, và không chỉ riêng những anh chị em nghệ sĩ xuất hiện sân khấu, mà đây là một lời cảm ơn từ đáy lòng của cả bốn nghệ sĩ dành tặng cho tất cả những anh em nghệ sĩ, tất cả những anh em trong hậu đài và tất cả những khán giả ủng hộ cho The Masked Singer. Một tiết mục rất tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn bốn nghệ sĩ cho buổi tối chung kết ngày hôm nay. Khi mà em coi cái màn hình LED, cái đoạn gần cuối là cái da gà nổi từng cơn rần trong người luôn á. Ở phía dưới có một nhân vật bảo đảm rất là bồi hồi và rất là nhiều cảm xúc, đó chính là cha đẻ của bài hát này. Xin mời nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ạ. Cho phép Hứa Kim Tuyền gửi lời chào đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như tất cả các anh chị, các bạn có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Em muốn dành một lời cảm ơn rất là sâu sắc và chân thành gửi đến bốn mascot cũng như là ban nhạc đã tạo nên một cái phiên bản dưới ánh đèn sân khấu cực kỳ cảm động và cực kỳ tuyệt vời như thế này ạ. Nói về dưới ánh đèn sân khấu thì đây là một ca khúc rất đặc biệt trong cái sự nghiệp viết nhạc của em. Em viết dành riêng cho tất cả những ai sống ở dưới ánh đèn sân khấu và sau sân khấu. Ca khúc này giống như một cái lời động viên mà em muốn dành cho tất cả những nghệ sĩ ở ngoài kia. Sẽ có những lúc mình cảm thấy mình rất là đơn độc, không ai hiểu mình, rất là tủi thân. Nhưng mà với cái ca khúc này thì em hy vọng là bằng một cách nào đấy em sẽ kết nối tất cả mọi người lại với nhau để nói với mọi người rằng à, mọi người không có đơn độc. Vẫn còn rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ nghe ca khúc này, đồng cảm ca khúc này giống như mọi người. Và đó sẽ là một cái sợi dây liên kết để mà mọi người có thể vượt qua những khó khăn ở trong nghề nghiệp. Em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền rất nhiều ạ. Và chắc chắn là sự kết nối này ngày hôm nay cực kỳ mãnh liệt, bởi vì Huy thấy là ở phía vị trí của Hoàng Cố Vấn rất là nhiều những giọt nước mắt đã lăn xuống rồi. Xin mời anh Trấn Thành. Trước tiên là cảm ơn Hứa Kim Tuyền đã mang đến một bài hát rất là hay để gửi gắm cho những giọng hát hay nhất của đêm chung kết The Masked Singer. Tôi ghi nhớ là trong đời tôi sẽ có một lần được nghe một bài hát hay về cái nghề của mình, cái nghề của những người đứng trên một cái diện tích khoảng vài mét vuông, được hưởng hào quang và bổng lộc của cuộc đời mình từ những ánh đèn nhiệm màu này. Và đây là bài hát được hát bởi những giọng ca hay nhất trong cái thế hệ của họ ở cái thời điểm hiện tại. Đây sẽ là lịch sử. Cảm ơn mọi người. Xin mời chị Lệ Quyên ạ. Ước gì Quyên có thể khóc trước mọi người một lần nhỉ. Thực sự từng cái câu hát trong cái bài hát nó nói thay cái cảm xúc và cái tâm sự cho tất cả những người đang được đứng ở dưới ánh đèn sân khấu. Mặc dù hôm nay Quyên mới được đứng ở đây thưởng thức chương trình, nhưng mà Quyên nhìn những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc mà tất cả những người đã đồng hành cùng chương trình từ đầu, nó vỡ òa, nó tự nhiên, nó chia sẻ với nhau. Quyên thích nhất cái sự chia sẻ như thế. Thì đấy là một cái câu chuyện kể cho tất cả nỗi niềm của chúng tôi. Nhưng mà Quyên nghĩ rằng đôi khi nó có những cái sự đắng cay nhất định nào đấy thôi. Nhưng phần lớn thì chúng tôi được hưởng quá nhiều những điều tuyệt vời của cuộc đời này, của nghề nghiệp này, của ánh sáng sân khấu này mang lại cho chúng tôi. Yes. Chúng tôi cảm ơn cuộc đời này rất nhiều. Quyên chúc mừng bốn người đồng nghiệp của Quyên. Mỗi người tỏa sáng theo một cách rất riêng của mình. Ở trên này thì chỉ biết thưởng thức. Và thích nhất cái câu cuối, chị Phượng Hoàng bắt nhịp cho mọi người. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong Yeah. Em đang tính nói luôn. Thôi chị em mình nói chung đi, tiên đấy, nói đi. Em thấy là ẩn ý cắt chia như thế nào rất là hay. Tức là ban đầu là sẽ có Tino với lại May là hai bạn nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 hát trước hát. Tâm tư tình cảm của những cái người ở thế hệ của các bạn. Sau đó là tới chị Sen và chị Phượng Hoàng. Cảm giác chị Phượng Hoàng giống như là một cái người chị cả trong cái group này vậy đó. Đang dìu dắt, đang sẻ chia mấy em của mình với tất cả những cái trải nghiệm và với một cái tinh thần của một người đàn chị thực sự. Đó là mong rằng là tất cả mọi người đều sẽ tỏa sáng theo cách riêng. Cái tình đồng nghiệp trên sân khấu này nó quá đẹp luôn chị ơi. Đó là lý do vì sao mà em bị xúc động như vậy. Nó hòa quyện với nhau. Dạ đúng rồi, nó thăng hoa thực tuyệt sự vời, tuyệt vời. Rất tuyệt là vời. Thương luôn á. Và với một người nghệ sĩ trẻ, Đức Phúc thì như thế nào ạ?
ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu. Khi mà nghe đến thì em cũng đã rất là dễ xúc động rồi, và ngày hôm nay được chứng kiến top 4 của chương trình thể hiện cái ca khúc này, thì khi mà em xem những cái clip ở trên kia thì em mới nhớ một cái quãng thời gian của The Masked Singer được đồng hành cùng với mọi người, và đến cái ngày hôm nay thì chúng ta phải tạm dừng lại ngày hôm nay nên em tự dưng bị xúc động. Thôi, ở dưới mình có 4 mascot thì trên này mình có 4 con vịt cũng màu sắc màu mè không kém đâu ạ. Mình nắm tay nhau đi, 4 mascot nắm tay nhau dễ thương lắm luôn á. Mùa đầu tiên đã tuyệt vời thế này rồi thì những mùa sau Quyên không thể hình dung được nó sẽ như thế nào nữa. Và lúc nãy tụi Quyên có nói nhỏ với nhau rằng là cảm ơn The Masked Singer đã đưa rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ trong những năm tháng vừa qua có thể đang cân nhắc trở lại sân khấu như nào cho rực rỡ, và nhờ chương trình The Masked Singer đã trở lại tuyệt vời với khán giả. Đấy là một điều mà Quyên mừng cho tất cả mọi người ạ. Quyên rất thích điều đấy, Quyên rất ngưỡng mộ và rất là hạnh phúc thay cho mọi người điều đấy ạ. Điều mà The Masked Singer đã làm được, nó giống như là set up lại một cái trật tự về thẩm mỹ của âm nhạc tại Việt Nam, để cho mọi người được nhiều sự lựa chọn hơn về các gu âm nhạc khác nhau, về cách chúng ta trình bày những cái ca khúc như thế nào, để thật sự thấy được là cái người ca sĩ, nếu như người ta biết xử lý một bài hát, nó sẽ ra làm sao. Và tôi rất là cảm ơn The Masked Singer Việt Nam, một cái lý do nào đó trong cái khuôn khổ của chương trình đã nâng tầm thưởng thức của khán giả tại Việt Nam. Tôi nói thật, khi mà xem xong chương trình, mọi người bắt đầu người ta muốn nghe nhạc hay nhiều hơn, và quan trọng là nó trả lại cái vị trí mà những con người này xứng đáng ở đó từ rất lâu. Đấy là đối với khán giả, còn đối với tất cả các anh chị nghệ sĩ, em nghĩ đôi khi nó còn là cơ hội. Quyên cũng vừa nói như vậy là cơ hội rất là tốt ý. Với lại nó khai thác những cái góc mà đôi khi chính tất cả mọi người tham gia chương trình này cũng không biết mình làm đến như vậy được đâu ạ. Bây giờ nhìn lại sẽ rất là happy đấy, Quyên nghĩ như vậy. Và sau đó cống hiến cho tất cả những người chiêm ngưỡng chương trình này một cái sự ngạc nhiên, một cái sự thú vị, một sự cảm phục thực sự rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là ngoài cơ hội ra nhá, nó còn là niềm tin và là câu trả lời cho bản thân họ. Bởi vì tôi tin chắc là trong tất cả những người đồng nghiệp của tôi đứng trên sân khấu, đã có rất nhiều người không những chỉ có một lần đâu, họ hoài nghi về bản thân, hoài nghi về những gì mình đang theo đuổi, nó có thực sự đúng hay không. Rồi đôi khi cũng có những sự bế tắc nhất định, bởi vì thực sự không phải lúc nào mình cũng tìm ra một cái con đường, một cái bước chân cho nó vững chắc và cho nó đúng đắn. Và chính những cái chương trình như chương trình này sẽ mang mọi người trở lại sân khấu một cách rất rực rỡ, và cứ thế mọi người bước tiếp thôi. Quyên thưởng thức, Quyên thấy đấy là một cái điều mà không phải dễ làm đâu ạ, không phải dễ một tí nào. Xin cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Và chắc chắn là những nghệ sĩ của chúng tôi đã có rất nhiều những điều tâm sự, bởi vì Huy thấy là cũng đã có vài tiếng nức nức rồi, nức nức nở rồi. Lúc hát là tí lâu đã nức nở rồi. Các Phượng Hoàng Lửa nói trước nhé. Chúng ta đã cảm ơn nhau từ đầu chương trình đến giờ rồi, và bốn người cố vấn cũng đều được nhận quà từ các mascot. Riêng Bắc thì hôm nay chưa được nhận quà. Phượng Hoàng muốn xin thay mặt tất cả các mascot rất là cảm ơn Bắc đã dành tất cả tâm huyết và thời gian cho chương trình. Sự xuất hiện của Bác ở trong chương trình á, vừa đem lại một cái năng lượng tích cực, nhẹ nhõm và hài hước và rất là đáng yêu. Mà mỗi khi mà tôi ngồi nhà xem chương trình, tôi không thể nào cảm thấy là thiếu Bác được. Bác làm cho chương trình hay hơn rất là nhiều. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn Bác rất nhiều. Cảm ơn anh Bác. Và chúng tôi xin dành tặng anh những cái hôn nồng cháy ở sau hậu trường. Ôi dồi ôi, bắp sướng thế. Xếp hàng cảm ơn luôn đó. Vâng ạ, em dẫn dắt cả câu chuyện thì món quà lớn nhất của em vừa rồi em nhận được rồi. Thành thật từ trái tim em cảm ơn tất cả, không những là 15 mascot của chương trình cảm ơn hội đồng cố vấn, mà em phải cảm ơn tất cả khán giả đã tin tưởng và lựa chọn The Masked Singer là một chương trình đáng xem và xem mỗi ngày, mỗi tuần và trông chờ nó. Và Huy để ý thấy phía dưới là cũng có một cái nhân vật mascot theo số chương trình rất nhiều tập rồi, một nhân vật khách mời đến từ ngân hàng quốc tế VIB, đó là bé siêu tóc. Em ơi, con bé đó có lộ diện không? Bé này cũng đăng ký hát nhiều lần mà chưa có được duyệt. Hỏi nó câu đầu là nó có thấy đường không? Quyên không quan tâm thấy đường hay không đâu, nhưng mà cố gắng bé tặng cho mỗi người trên này một cái mà có con chip ở kia mà khoảng 9 số 0. Mình chỉ xin 9 số 0 thôi. Siêu tóc ơi, tại sao bé lại có tên là siêu tóc ạ? Chào mọi người nha, bé tên là siêu tóc.
có nghĩa là khi mọi người muốn sở hữu bé, sở hữu thẻ thì chỉ cần 30 phút thôi là có dùng ngay. Siêu nhanh, siêu tốc độ đó anh. Siêu nhanh, siêu tốc độ trong 30 phút là có thể dùng luôn. Vậy nãy giờ siêu tốc nghe hết 4 bài hát, siêu tốc cảm thấy như thế nào? Các tiết mục hôm nay đều rất là đầu tư và hoành tráng. Bé hoàn toàn không thể rời mắt khỏi các tiết mục này. Cảm ơn The Mask Singer đã cho bé thưởng thức các tiết mục nha. Wow, cảm ơn bé siêu tốc. Và hy vọng bé nhớ là hội đồng cố vấn, các nghệ sĩ mascot và MC cũng sẽ nhận được những số 0 từ VIP nha. Số 0 thì mình cũng không dám nói, thì nhiều khi cái đó thì nó hơi khó. Yeah. Mình xin cái gì mà nó thực tế một chút, mà có khả thi một chút. Ví dụ như những cái tài khoản số đẹp. Cũng được. Tầm 8, tầm 9, tầm 6. Em nghĩ là trong tầm tay của bé siêu tốc, xin mời các mascot hãy viết số mà mình mong muốn gửi cho bé là cấp liền. Nhanh lắm mà 30 phút là có thể dùng liền. Dạ. Đó. Em nghĩ anh Huy nên bắt đầu phần bình chọn ngay bây giờ. Từ chối. Nhắc khéo đó. Dạ. Để ta coi, mình bước được bao lâu. Đây, cảm ơn bé siêu tốc rất là nhiều nha. Rồi, và thưa quý vị, bây giờ chúng ta quay trở lại một phần mà Như Huy chia sẻ là rất là khó khăn, không những là dành cho hội đồng cố vấn mà dành cho tất cả khán giả nữa. Đó chính là ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chọn ra một nhân vật phải lộ diện. Nhưng trước khi đến phần lộ diện này, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong ít phút. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert hoành tráng nhất năm 2022, bạn nhất định không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên 15 mascot cùng trình diễn trên một sân khấu, quy tụ những màn kết hợp có 102 của các vocalist hàng đầu, thưởng thức tất cả những ca khúc hay nhất, tận hưởng sân khấu, live band và không khí âm nhạc đẳng cấp, giao lưu với những thần tượng mà bạn yêu mến. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại sân vận động Phú Thọ. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với đêm chung kết của The Mask Singer Việt Nam. Và quý vị, bây giờ là một giây phút vô cùng đặc biệt. Chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay để chọn ra ai sẽ làm nhân vật phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Và phần bình chọn đầu tiên, xin mời hội đồng cố vấn ạ. Xin được cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ là thời gian bình chọn dành cho 99 khán giả tại trường quay. Xin mời bình chọn. 3, 2, 1 và hết thời gian bình chọn. Xin được cảm ơn khán giả tại trường quay. Và chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật kết quả cuối cùng. Và thưa quý vị, Huy xin được trân trọng thông báo, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao tặng qua thẻ VIB Travel Elite, thẻ tín dụng với phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất chỉ 1.75%. Và trên tay Huy hiện tại đang là kết quả cuối cùng. Và trước khi Huy công bố lượt bình chọn từ hội đồng cố vấn cũng như là khán giả tại trường quay, thì bây giờ sẽ là một câu hỏi Huy biết rằng cực kỳ khó dành cho hội đồng cố vấn. Đó chính là ngày hôm nay ai sẽ là người lộ diện? Dĩ nhiên tôi biết là nói như thế nào thì cũng không thể gọi là đúng và đủ được. Đây là những người giỏi và họ đều làm tốt phần thi của mình. Nói kiểu gì thì cũng sẽ được lòng và mít lòng những người đồng nghiệp ở trên đó và cả khán giả xem truyền hình ở nhà. Thì Trấn Thành chỉ được xin được nói về cái cảm xúc của mình và cái cách suy nghĩ của mình. Những người nào nên có mặt trong cái đêm cuối cùng để cho cái cuộc thi đó có một cái cục diện hoàn hảo nhất. Tôi chỉ bàn về đúng cái điều đó thôi. Thì cái người đầu tiên mà tôi muốn có mặt ở trong vòng cuối cùng là chị Phương Hoàng Lửa. Tôi mong muốn rằng là chị phải có mặt ở đêm cuối cùng để chị truyền cảm hứng cho tất cả những người làm nghề còn lại. Tôi đã từng trò chuyện và tôi nghe chị nói một câu này tôi rất là đồng tình. Người nghệ sĩ chỉ già khi chúng ta không còn thấy cái gì hay nữa. Mình từ chối tiếp nhận cái mới. Chúng ta không thấy được cái hay của những người khác. Còn nếu mà mình còn trẻ là mình sẽ luôn luôn thấy xung quanh mọi cái đều hay. Cho nên tôi thấy được cái năng lượng đó của chị Phương Hoàng Lửa. Và chị luôn luôn thấy dòng nhạc nào cũng có cái hay của riêng nó. Và cách chị chơi với nó, chị là một người đại diện cho một cái người sống thật sự là rất nghệ sĩ trên sân khấu, để có thể enjoy mọi loại nhạc và mang đến cho người ta những góc nhìn mới về
bài hát đó. Ví dụ vậy. Người thứ hai với tôi là O Sen. Ngay cả một cái người mà nghe nhạc nhiều như tôi cũng không phát hiện ra được O Sen, thì đó là một biệt tài. Và O Sen đang làm rất là đúng với những gì mà The Masked Singer mong muốn. O Sen là một người không những chỉ giấu được gương mặt mà còn hát rất là hay, rất là chuẩn mực. Và tôi nghĩ rằng cái người này đủ giỏi, đủ biến hóa, đủ tố chất và tiêu chuẩn để nên có mặt trong đêm cuối của cuộc thi. Hai người còn lại là Tí Nâu và Mây. Cả Tí Nâu và Mây là hai màu sắc khác nhau của những người ở thế hệ trẻ hơn. Tí có những điều Mây không có và Mây có những điều Tí không có. Tí có một cái sự biến hóa đa dạng và một sự chuẩn chỉnh của một người ca sĩ luôn luôn tìm cách hát tốt nhất tác phẩm của mình rất là chi tiết. Còn Mây lại là một cái người tìm cách hát hay nhất tác phẩm của mình theo cái năng lượng tốt nhất. Đó là một năng lượng trẻ của cái sự cống hiến và muốn dấn thân. Thì cho tôi xin được bình chọn phiếu bằng cuối cùng cho Mây và Tí Nâu. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Trấn Thành. Và thật sự câu hỏi này cực kỳ là khó, bởi vì là từng nhân vật một khán giả đều muốn ở lại hết. Anh Hành có nhớ là tập tuần trước không? Chúng ta sẵn sàng đối diện và rất là nhiều những ý kiến trái chiều từ khán giả để giữ lại bốn nhân vật cho buổi tối ngày hôm nay. Dạ, mà tôi nói lần đầu tiên trong một cái cuộc thi mà tôi thấy cái người mà phải lộ diện không phải là cái người làm không hay mà là những người kia họ kinh dị quá thôi. Đúng là hỏi cái câu đó cho bốn anh chị em ở đây là quá khó. Và trả lời kiểu gì nó cũng rất là dễ khiến cho khán giả có thể hiểu lầm chúng tôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ trả lời theo cái cách mà vui vẻ nhất nha. Là tại vì thí dụ như ai lộ mặt ở vòng này á, thứ nhất là sẽ có sản phẩm ra mắt nè, thứ hai là sẽ được đi hát nhiều hơn nè. Đúng không? Càng ở lâu càng không được đi show, không được hát bài hit. Nghĩa là kết quả thế nào thì cũng toàn là được. Đúng, đúng ạ. Được thôi, chả mất gì. Cái người vào trong mới là mất, mất thời gian. Mất nhiều mồ hôi thôi. Mất nhiều mồ hôi nữa cơ. Không biết là chị Lê Quyên ngày hôm nay đến với The Masked Singer cũng sắp đến phần mà mình phải có một nhân vật cũng phải gọi là như tiếng nói là chuẩn bị chạy show. Thì chị cảm thấy như thế nào? Khi mà chạm phải giây phút hiện tại này, nếu mọi người quan sát cái nét mặt bị đứng hình của mình, mọi người thấy rằng mình đang nghĩ rằng mình hơi sai lầm. Mình xuất hiện ở cái vòng hơi bị căng thẳng và oát nhiệt này. Khó chọn quá. Cứ khó. Làm nhưng mà khó. Chị Phượng Hoàng có chia sẻ rằng nếu đây là một cái cuộc thi đơn thuần thì không bao giờ dụ được chị Phượng Hoàng hay rất nhiều người nghệ sĩ có mặt ở đây. Nghĩa là mọi người khi đến đây đã nắm được cái tinh thần của chương trình. Bản thân Quyên thì bây giờ mới ngồi ở đây, mọi thứ được cụ thể hóa hơn. Nhưng Quyên cũng là một người khán giả bình thường xem chương trình từ đầu đến giờ. Quan trọng là Quyên rất là ngỡ ngàng và rất là bất ngờ luôn. Cho Quyên hơi khô một chút, Quyên chỉ muốn nói rằng là bản thân Quyên thay mặt cho tất cả khán giả chúc mừng cả bốn người đang đứng ở kia. Dù là ai dừng lại chăng nữa thì hãy giữ nguyên cái niềm hạnh phúc của mình, và chắc chắn rằng nó sẽ được lan tỏa bằng những cái bước đường rất là tuyệt vời và tốt đẹp sau cuộc thi này trở đi. Tôi nghĩ là như vậy. Đó là hồi đầu của Vân nghĩ thôi ạ. Vẫn quan trọng là 99 khán giả trường quay họ bầu chọn như thế nào nữa cơ. Dạ. Và bây giờ chúng tôi xin phép được công bố kết quả cuối cùng. Wow. Và chúng tôi xin được phép chia làm hai nhóm chiến binh. Lady May, hãy hoán đổi vị trí với Tí Nâu. Và thưa quý vị, hiện tại trên sân khấu đã hiện hữu hai nhóm chiến binh. Nhóm đầu tiên, O Sen và Tí Nâu. Wow. Nhóm thứ hai, Phượng Hoàng Lửa và Lady May. Lady May, bạn đã có một tập rất thăng hoa giữ vị trí top 1. Và bên cạnh đó cũng đã có một khoảnh khắc bạn rơi vào vòng nguy hiểm. Và ngày hôm nay đó sẽ là khoảnh khắc nào? Lady May, rất tiếc bạn sẽ cùng với Phượng Hoàng Lửa rơi vào nhóm an toàn. Xin được chúc mừng. Mày khóc rồi. Trước khi công bố, tôi muốn nói để cho đồng nghiệp tôi được an tâm. Tôi biết là Tí Nâu và O Sen là thường xuyên rơi vào vòng nguy hiểm trong các tập luôn. Và tôi thấy điều đó đó, mình không có dùng cái từ không công bằng ở đây nha. Tôi không bao giờ dám dùng cái từ đó nhé. Nhưng mà Thành muốn cho hai người một cái lời nói chân thành từ đáy tim của tôi là hai người đã làm rất rất là tốt. Tin tôi điều đó, bởi vì những bài hát mà hai người đã lựa chọn đều là những bài hát đúng.
để đi thi. Đây chỉ là vấn đề về khẩu vị của những khán giả tại trường quay thôi. Cho nên hai người hãy luôn luôn tự tin và enjoy nhé. Và thưa quý vị, một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là trong nhóm chiến binh còn lại, chúng ta hiện tại đang có một chiến binh sở hữu lực bình chọn cao nhất từ hội đồng cố vấn cũng như khán giả là trường quay. Và một người buộc phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay, đó sẽ là ai? Và chúng tôi xin được chúc mừng tấm vé cuối cùng đã thuộc về... Why is it so hard to just be honest when I want this? Maybe you want it too, so I just need to tell you. Và bây giờ Huy được công bố lượt bình chọn của hội đồng cố vấn và khán giả đã dừng quay dành cho 4 chiến binh trong buổi tối ngày hôm nay. Vị trí đầu tiên đó chính là Osen sở hữu lượt bình chọn cao nhất 31,07%. Tiếp theo đó chính là Phượng Hoàng Lửa sở hữu lượt bình chọn 25,24%. Vị trí thứ 3 đó chính là Lady May 22,33%. Và Tino nhận được 21,36% lượt bình chọn. Trên rất là ít luôn. Chỉ trên lệch 1% thôi ạ. Như vậy là chúng ta ngày hôm nay đã xác định nhân vật chạy show được rồi. Hát những ca khúc đã là mưa làm gió trong chương trình The Masked Singer, đó chính là Tino. Và chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến 3 chiến binh còn lại, đó chính là Osen, Phương Hoàng Lửa và Lady May. Và chúng ta sẽ dành sân khấu để đến phần lộ diện của Tino. Và bây giờ sẽ là phần lộ diện của Tino. Nhưng mà trước tiên chúng tôi sẽ được phép mời biệt đỏ đen Cun Ngầu hãy mang chúng tôi phong bì mà anh Trấn Thành cũng như Tóc Tiên đã ghi ấn tượng đầu tiên của mình về Tino trước. Xin mời. Đầu tiên em xin đọc của anh Trấn Thành. Anh đoán là nam. Còn tên gì không biết. Ủa thiệt luôn mà. Thiệt em là hát cái tông đó. Anh tưởng là nam cao. Cái lần đầu tiên em gặp thì nâu em cũng đã là, em cũng nghĩ là nam. Anh nghĩ là những cái người mà giọng mái giống như Trung Quân ấy. Ai ngờ lòn xuống dưới. Anh đâu có nghĩ là cái người này mà xuống được thấp cỡ đó. Một cú tweet hú hồn. Còn ấn tượng đầu tiên của Tóc Tiên về Tí Nâu đó chính là ca sĩ Trương Thảo Nhi. Oh wow, cũng sát sát đấy. Không, cái vòng đầu mà hát vậy mà nghe sao ra Trương Thảo Nhi em. Em quá đáng vậy. Không nhớ, lâu quá rồi. Cái vòng một là biết rằng mình thích nhau. Đấy, với lại cái chiều cao em đoán vậy. Kết quả danh dự tụi em cũng có ghi nhận nhưng không tính điểm, vớt vát cho hai cố vấn thôi. Dạ. Hai cố vấn của chúng ta đều thống nhất quan điểm với nhau, chung một cái tên. Và xin mời hai cố vấn hãy cùng đồng thanh xem. Tôi muốn 4 ạ. Đó là Thùy Chi. Tôi nghĩ là giây phút này có nhiều khán giả ngồi tại truyền hình bật ngửa vô ghế salon, không tin vào lỗ tai mình. Đến ngày hôm nay em mới bắt đầu tin là cái người đó mà. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai nhân vật cũng quyền là không kém. Hai chàng trai đến từ biệt đội áo đen Cun Ngầu ra hỗ trợ cho Tí Nâu lộ diện. Và khán giả trường quay hãy cùng với chúng tôi hô vang khẩu hiệu chương trình, đó chính là mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Bạn đã bắt đầu sự nghiệp ca hát từ trước 20 năm rồi phải không? Có phải là U40 không? Có phải gần ngày quay bạn mới bay về Việt Nam không? Chính bản thân bạn Tí Nâu này cũng đang cố tình đánh lừa luôn bằng cách là hát bẻ giọng. Một là giọng nam cao, hai là có một cái người giọng giống như là người máy như vậy đó. Đây là một cái người trong nhóm năm giọng kẻ. Nhưng mà dù cho bạn là ai thì bạn cũng có một giọng hát chết người. Ôi trời ơi, Thùy Chi, chị Hồ Quỳnh Hương ạ. Thùy Chi ạ. Thùy Chi. Toàn chọn những cái bài mà không đoán được giọng. Là một hot TikToker. Hương Mỹ Chi. Ý, đúng rồi.
ơi, thực sự ai mới là người đứng sau lớp mặt nạ này ta? Trời đất ơi, có đổi người về chương trình. Tất cả những cái suy luận logic của em nó phi logic rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Quái kiệt nào mà mình chưa hề biết. Hai anh Thơ, đây là vì bạn hát bài về người Việt Nam. Đất nước. Nâu ơi, nâu. Quá. Nè, khoanh tay xin lỗi liền nè. Giả vô cái miệng nào phán đoán mà quả quyết nè. Ủa, bạn là cao nhân nào mà tôi chưa biết mà bạn hát hay như vậy mà làm sao có thể bỏ sót được một giọng hát này vậy ta? Sophia làm cái điều đấy cũng rất là tốt anh ạ. Khoảng trung của bạn này và cái cách nhả chữ rất giống chị Mỹ Tâm. Mối tình mà tan vỡ gần đây nhất là cách đây bao lâu? Ủa, là anh đó đó, là mối tình đau khổ nhất của em. Em chỉ có mỗi Tiêu Châu Như Quỳnh thôi đó. Sophia, em có những cái quan điểm riêng của mình khi mà nghe Tí Nâu hát. Em có thể đọc tên bạn Tí Nâu. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Và đó chính là nữ ca sĩ Thùy Chi. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert hoành tráng nhất năm 2022, bạn nhất định không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên 15 mascot cùng trình diễn trên một sân khấu, quy tụ những màn kết hợp có 102 của các vocalist hàng đầu. Thưởng thức tất cả những ca khúc hay nhất, tận hưởng sân khấu, live band và không khí âm nhạc đẳng cấp, giao lưu với những thần tượng mà bạn yêu mến. Đặc biệt, tận mắt chứng kiến top 3 mở mặt nạ trong đêm công bố và trao giải. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại sân vận động Phú Thọ. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Và quả thật đây là một trong những nhân vật cũng là gắn bó với tuổi thơ của em, Cày Nét đây. Bài Giấc Mơ Chưa, Xe Đạp nè. Đúng rồi. Trời ơi quá trời ơi đất. Xin chào Thùy Chi ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lật lại một tí xíu về những cái manh mối mà nhân vật Tí Nâu cung cấp chúng ta. Thiệt ra là có một cái manh mối trong cái lần đầu tiên luôn á, là cái manh mối là Chi bảo là đã từng sáng tác nhạc cho Tiên, thì Tiên có nghĩ ra liền là Thùy Chi. Nhưng mà bởi vì cái tập đầu tiên bả nhoi lắm, muốn mãi rồi bả làm đủ cái trò đi. Tại vì em chưa bao giờ biết Thùy Chi ở cái góc như vậy luôn. Trong mắt em thì Chi lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, thục nữ, không bao giờ biết là nho như vậy. Cho nên em gạt phăng cái ý nó đi trong đầu, cho nên rất là tiếc luôn á. Tại sao bây giờ mới lộ diện con người thật này như vậy? Mà em cũng rất bất ngờ, bởi vì sao? Bởi vì kỷ niệm mà em nhớ nhất là Thùy Chi là một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc đó em nè, Nu nè, Đông Nhi nè, có Van Bi nữa mà bị giật tiền show. Mà bị giật tiền show. Cô Na Trang. Ở đó. Trời ơi, mày đặt kỷ niệm. Mà em nhớ là tụi em đòi không có được. Mà em nhớ hình như lúc đó là có Chi nữa, mà hình như là không trong rúp đòi nợ tụi em. Nên nói là chắc là cô ca sĩ này rất là dịu dàng và nữ tánh, không cần số tiền đó lắm. Chắc lúc đó là nhát không dám đòi. Dạ không phải. Dạ không phải. Ủa tôi chết, tôi phải nói giọng này à. Em quen à. Đâu nói giọng Tí Nâu thử coi. Dạ. Dạ. Ồ, không cần. Dạ em không cần tung luôn ạ. Ồ, không cần tung. Trời ơi. Trời đất ơi. Hay quá. Bữa đó sao mà không đòi tiền? Dạ em được trả 50% rồi. Em được trả 50% rồi. Em được trả 50% rồi. Em không có nôn đòi. Em nhớ mà một mình em được trả thì à? Đó dạ. Lòng này cây cây. Mà nghe Chi nói giọng miền Nam dễ thương quá nha. Yeah. Nghe cực kỳ tự nhiên luôn. Đó. Gặp ở nhau bao nhiêu lần chưa bao giờ nói cho anh nghe luôn. Giấu quá kỹ anh. Mà những cái manh mối mà em thấy đầu tiên là mọi người để thấy là có chiếc xe đạp không? Đúng. Một bạn hit. Xong rồi đến cái manh mối mà thuyền cướp biển đó, là ngày xưa tại vì FC của Chi hay gọi Chi là thuyền trưởng cướp biển, nên đưa vào cái đó thành thuyền trưởng. Đó là cái nickname thứ hai. Đúng rồi, mấy cái dữ liệu nó làm rối lắm. Mà cái dữ liệu rối nhất là cái dữ liệu triển chiêu. Đấy em đang nhớ cái triển chiêu là sao? Mình triển chiêu tại chiêu sao? Là gì? Người yêu là triển chiêu hay là cái gì? Suy nghĩ hoài. Dạ. Dạ. Thật đấy là người trong mộng của em ạ. Thật à? Em mê triển chiêu thật sự. À. Chị Chi còn có một cái chi tiết phi công. Phi công. Phi công là ngày trước là bố của Chi là phi công. Oh. À, chứ không phải là yêu phi công. Không. Miêu phi công. Miêu phi công. Đúng thế
thấy chưa? Rồi trong tình trường gì đó rồi bị hiểu lầm đó. Hiểu lầm là có mối quan hệ yêu đương với lại nhóm M4U. Bị đồn, bị đồn. Mà có yêu không? Em bị đồn yêu nhiều lắm ạ. Em toàn có tiếng có miếng à. Phải không? Có tiếng không có miếng. Mà em yêu ai thiệt? Em yêu anh Chỉnh Chiêu. Ủa chi, lúc mà đi diễn, đi hát trên sân khấu, ví dụ như là trên Đà Lạt, mình có nhân cách này không? Có mà. À có à? Không có đâu. Em có xem vài những clip của Chi Chi. Hoặc là gần đây mới. Đúng rồi. Gần đây thôi. Trong những cái show diễn, là em thấy mọi người ở bên dưới cũng rất là hào hứng với những cái cách mà chị Chi tung hứng với khán giả. Dễ sợ. Ủa mà Chi ơi, có một đoạn trong manh mối là có một thời gian mà Chi nói là bị mất giọng đúng không? Dạ. Mình thấy chia sẻ kỹ hơn về cái manh mối đó như thế nào? Tức là hồi đấy tự nhiên một thời gian là em không có hát được cái giọng cao nữa. Em hát cái giọng kiểu như là trầm trầm như lúc đầu ấy ạ. Vì sao vậy? Em bị dính một cơn mưa. Sau đó chắc là có một cái virus gì đấy. Thì nó làm cho em có hai dây thanh thì nó bị co một cái dây thanh lại. Sau đó là em phải nghỉ không làm việc, không nói chuyện, không tương tác tất cả mọi thứ trong chính xác là khoảng 8 tháng. Khoảng vài tháng sau là em hồi phục lại. Lúc đấy em còn phải tập nói lại bởi vì là khi mà uống nhiều thuốc thì cái cơ lưỡi của mình nó không còn hoạt động giống như lúc mình hát bình thường. Tại vì em tính cũng hơi cẩn thận tí nên là sau khi mà điều trị xong thì em cần vài tháng sau để tập lại quen với cái họng của mình. Nhưng mà chị ơi, anh nói thiệt nha, đánh chết anh cũng không nghĩ là em hát được thấp tới như vậy luôn, thiệt sự luôn. Còn dày nữa. Bây giờ em thử hát lại mà cái biết rằng mình thích nhau thử của anh đúng cái nãy thôi coi nè. Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Vờn nhau thôi không đúng đâu, dân chơi thì chơi là phải chung. Còn em chỉ muốn chậm thôi, không cần quá liều. Thấp lắm. Mà nãy giả giọng luôn, tí nâu mà không cần cái hiệu ứng chỉnh voi của chương trình luôn mà. Đâu đâu, hát giọng Hương Trạm, duyên mình lỡ nè. Mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng. Hay quá. Yeah. Rồi bây giờ Việt Nam trong tôi mà hát giọng giống Mỹ Tâm đâu, hát sao? Có những cái ngân rung rất chị Mỹ Tâm luôn. Trời ơi, em phải hiện hồn về đấy. Mỗi bài là một hồn khác nhau đấy. Đa nhân cách. Quê hương tôi này, tôi sinh ra từ đây. Từng câu dân ca ru tôi vào từng giấc ngủ say. Hay quá chị ơi. Yêu nhau cởi ơi à, cho nhau về nhà mẹ hỏi ôi à, qua cầu. Sao cái đoạn vừa rồi vừa giống Mỹ Tâm vừa giống Lệ Quyên vậy? Ôi, bực bí luôn à. Thì Chi là idol của chị ba em luôn á. Idol chị ba em. Dạ đúng rồi, mà bà đó không ra. Em nói là trời ơi, giọng này sao hao hao giống, anh không có đâu mày. Anh, mẹ em đoán không ra. Chết cha. Mẹ đó không ra luôn. Ủa không biết luôn. Dạ lén mẹ thi, mẹ đó không biết luôn. Đúng rồi, mẹ em bảo là con đi con là nhân vật nào để mẹ khấn. Xong em thương quá, em bảo cái chết bây giờ nếu mà không tiết lộ cho mẹ thì mẹ sẽ khấn sang người khác. Thì lúc sau, vài vòng sau là em phải bật mí cho mẹ em là nhân vật nào để mẹ em khấn. Này Chi, mà sao lại là tí nâu mà không phải là sóc nâu hay là con chồn nâu nhỉ? Dạ, em cảm giác như là đây không hẳn là một cuộc thi hát, nó là một cuộc thi biến hóa. Nên em muốn tất cả mọi thứ đều phải phục vụ cho cái việc biến hóa của mình tốt nhất. Và đối với em thì nhân vật nào không còn quan trọng. Em khoác lên bên trên bên người mình nhân vật nào cũng được. Em sẽ thổi hồn vào nhân vật đó, không quan trọng là nhân vật nào ạ. Wow, mà chia sẻ thiệt là bộ đồ nặng 20kg hả? Vâng ạ, hôm nay là em có một cái độn rồi đấy.
Còn lần trước là sau khi mà em tháo cái đầm này ra là em bị sưng hết cả hai cái bên vai này, vì nó cái bộ này là hơn 25 kg. Nó chì xuống ấy, nó nặng lắm. Cái bài nặng nhất của em là cái bài Lạc Trôi ạ. Là em chạy sân khấu thì mình sẽ không biết là nó nặng như nào vì mình chưa được thử đồ. Nhưng khi ra bài đó là em dồn rất là nhiều sức và em có ý đồ rất là nhiều trong cái bài đó. Xong rồi em, mọi người sẽ thấy là em như này này. Thực ra là mọi người nghĩ là ngầu, thực ra em nặng quá, bị gù xuống. Nặng quá, bị gù xuống. Nhưng mà cho mình bonus thêm đoạn rap đi. Yo, 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 yo. Cho em xin đoạn rap. Rồi đến coi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn ngăn giật lệ đến khiến que mi sầu bi đường xưa nơi có nhân từ xa biệt ly cánh hay hoa rụng rơi duyên mong manh sẽ lối trong mơ ngày tương phùng tiếng không muốn theo làn gió bay qua sông lỡ quên qua đây chẳng tàn nơi này trông bóng ai dần hao gầy lòng ta xin nguyện khắc khi trong tim tình nồng mê say mặc cho tóc bay vương lên đôi môi cay bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời ta lạc trôi giữa trời lòng ta xin nguyện khắc khi trong sương tan biến chung cõi mơ bừa bụi vương chim làm mi mắt người chia ly hoa rơi buồn như hắt tiếng đàn này thêm số tương tư lặng bên trong chiều hoàng hôn ta mà lại kia nỗi mơ ngập ngang một mình ta đang chờ ngang ngôi nhập người qua xin đừng quay lại xa đừng mong câu hẹn được khi rơi xa anh mình nơi nào tới cho bụi theo lặn với cứ mang tất cả những cái gì mà gai góc nhất, những cái gì mình không thể hiện được, mình thể hiện hết từ đây giờ đi nha, đừng để cho mọi người phải chờ đợi em thêm một giây phút nào nữa. Em cứ như thế, em cứ thoải mái bung lụa. Khi mà tham gia chương trình này thì anh với em cũng đã đồng hành trong nhiều cái cuộc nói chuyện, trong nhiều dự án. Anh luôn quý em và anh luôn trân trọng em và anh luôn đề cao con người của em, bởi vì em là một trong những ca sĩ mà khi anh tiếp xúc anh biết là cái trình độ âm nhạc em rất là cao, cái thẩm mỹ về âm nhạc của em rất là cao. Em xử lý một bài nhạc là em xử lý từng nốt, từng chỗ. Chứ nó không phải như người ta là chỉ đơn giản là hát. Em thực sự là một producer âm nhạc. Em biến hóa cái bài hát em rất tốt. Và Thùy Chi cũng là một trong những người chỉ Trấn Thành cách hát này nọ rất là nhiều khi mà làm việc chung với Chi trong cái bài song ca đó. Và anh mới ngồi anh thắc mắc, anh nói là ủa sao cái cô gái này cô giỏi như vậy, hát nhạc Trung, hát nhạc Mỹ, hát nhạc Hàn, cái gì cũng biết. Mà tôi nói ủa tại sao cái cô này sao cô an toàn quá vậy. Rõ ràng cá tính cô không phải vậy, nó nhiều hơn thế. Cái gì làm cho cô bị mất tự tin và cô cứ gói ghém lại, mà trong khi cô quá trời thứ để show ra cho thế giới. Nào là ngoại ngữ, nào là trình độ, nào là piano, vĩ cầm, nhiều thứ Chi biết lắm. Quý vị không có dừng lại ở đây đâu. Nhưng mà quên tin là cái đòn bẩy này á, cái sân chơi này nó sẽ thức tỉnh cái con người mà Chi giấu kín nó đi. Đấy là cái điều mà con rất thích ở chương trình này. Đó, cứ thoải mái đi cưng nhá. Dạ. Nghệ sĩ bọn mình có một cái đặc quyền là được quyền điên. Mà mọi người không ai chấp. Không ai chấp. Không, không chấp với người điên. Không chấp. Vậy nên là khi mà chị đứng ở đây thì chị chứng kiến thì Chi lộ diện đúng cái thời khắc này, cái khoảnh khắc rất là đẹp này, rất tuyệt vời này, mọi người nên tập trung vào Chi sự yêu mến như thế. Thế thành ra là đối với chương trình này thì tất cả đều là sự trọn vẹn và đều là sự thăng hoa và đều là cái sự hạnh phúc đỉnh cao nhất. Dạ. Chị nghĩ như vậy.
Chi ơi, thực ra là nãy giờ là ngồi nói chuyện mấy anh chị em nói chuyện với nhau thì Tiên có thể tự hào nhá. Đây là Tiên có được món quà xịn nhất, ý nghĩa nhất đối với Tiên. Là bởi vì nó vừa có cái sự cá nhân giữa Tiên và Chi trong đó, mà nó lại vừa có cái sự bao quát. Nếu mọi người nhìn kỹ cái bức hình này, mọi người camera có thể zoom vào, ở đây còn có cả là nhóm bè Cadillac này, có cả Đông Đông này, có anh Hà Sa này nọ, rất là dễ thương và rất là tình cảm cho nó luôn. Và thực ra Tiên cũng không nghĩ là mình nhận được cái món quà tinh thần nó lớn như vậy. Thì thực ra bọn mình thì biết nhau cũng là quá lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ tụi em ngồi nói chuyện với nhau, chưa bao giờ luôn á. Lúc mà mình nói chuyện với nhau thì Chi có nói với Tiên là có một lần Tiên đi qua Chi và Tiên chào Chi, thì đó là gala bài hát Việt, sau năm đấy là không có tổ chức nữa. Đấy là lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ gọi là ngồi kế bên hỏi là bạn ơi bạn ăn gì hay cái kiểu là chưa bao giờ có cái cuộc nói chuyện như vậy, chỉ là biết nhau thôi. Nhưng mà Chi luôn dõi theo Tiên, Chi luôn dõi theo Tiên. Dễ thương luôn á. Thật ra Thùy Chi là một người sống rất là tình cảm, nếu không sống tình cảm mà Lương Thiện không hát được như vậy. Cách người ta sống là cách người ta làm nghệ thuật mà, thật sự. Thế là khi mà anh Thành nói đến cái tình cảm thì em mới nhớ đến cái sản phẩm đầu tiên. Em cũng đã rất là may mắn khi có cơ hội được hợp tác cùng với chị Chi trong ca khúc Thương Nhau Nhé vào năm 2017. Thì khi mà nói đến cái vấn đề tình cảm thì em mới thấy là như này. Cái thời điểm mà em liên lạc với chị Chi để em mời chị Chi feat cùng mình với cái ca khúc đấy, thực sự lúc đấy em không có gì hết. Mà lúc đó là cái thời điểm gọi là thời điểm huy hoàng của chị Chi với Giữ Em Đi. Mà chị Chi vẫn rất là vui vẻ, vẫn rất là đón nhận và vẫn rất là sẵn sàng để có thể fit cùng với em cái ca khúc đấy. Em không biết là chị Chi có nghĩ như vậy không, nhưng mà đối với em thì em nghĩ lúc đấy nó như là một cái gì nó đang cứu lấy mình. I know. Yeah, đến hôm nay mới có thể có cơ hội để chia sẻ với chị Chi như thế. Mà hôm nay Phúc nói cái này á, anh cũng muốn nói cái điều này nè, cũng giống cái câu chuyện của Phúc. Gần đây thì Chi với Thành có song ca một bài hát Lời Nói Chia Tay Thật Khó đó. Thành cũng hỏi Chi, ê Chi nó nghe nè, sao bao nhiêu người hát hay không kêu kêu tôi làm chi, trời ơi, mà hát kế bên một cái người hát quá giỏi thì mình cũng áp lực chứ. Chi nói đúng một câu như nè, mà mình xúc động chứ, em thấy anh là người hát có tình cảm, em muốn được hát với anh tại anh hiểu bài anh hát. Nói gì nữa. Tất cả cái đó nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó là những cái gì đó nó thuộc về nghệ sĩ tính, đó là những người người ta sống chân thành với cái cảm xúc của người ta. Thì anh cảm ơn Chi vì cái lời nói đó. Dạ, em nhìn thấy rất nhiều cái tình cảm của anh Thành. Chỉ có điều là anh Thành chưa có được một cái phương tiện hoàn chỉnh, trọn vẹn để anh Thành bộc lộ cái tình cảm đấy ra. Và em cũng không có ngần ngại là ngay cái bài hát đầu tiên khi em vào Nam, em có mời anh Thành. Vì thực sự là đối với em thì vật chất thì không biết bao nhiêu là đủ, nhưng tình cảm thì em có rất nhiều ạ. Wow, cảm ơn Thùy Chi ạ. Cảm ơn những chia sẻ, những sự gắn kết từ hội đồng cố vấn với lại nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, Tí Nâu lộ diện, đó chính là Thùy Chi. Và không biết là em rất là tò mò các ca khúc mà Thùy Chi dành tặng cho phần lộ diện của mình như thế nào, bởi vì là Thùy Chi có quá nhiều bài hát hit. Khi mà chọn bài hát cho lộ diện thì em cũng không mong muốn được hát bài hát đó. Sao vậy? À, tại em thích ở trong cái mặt nạ đấy. Nhưng mà không sao ạ, dù sao thì tất cả mọi sự đến với mình đều là một cái duyên số. Và mỗi điều xảy ra thì chắc chắn sẽ mang đến cho mình những cái bài học thật là tuyệt vời, tích cực. Nên là em có chọn một bài hát mà, đương nhiên là có rất nhiều bài hát mà em may mắn là mọi người yêu mến. Nhưng có một bài hát mà cũng đã được cô dì chú bác già trẻ lớn bé mọi người đều yêu thương. Là một bài hát với phần lời của anh Nguyễn Vĩnh Tiến và phần nhạc của chị Giang Son, bài Giấc Mơ Chưa ạ. Thank you.
một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa bờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là cảm ơn Thùy Chi ạ. Ca khúc Giấc mơ trưa, một bầu trời học sinh cày nét đã quay về với em. Và thưa quý vị, với bài hát vừa rồi thì chúng tôi cũng chính thức được công bố, đó chính là cổng bình chọn của The Masked Singer Việt Nam năm 2022 chính thức được mở. Hãy bình chọn cho tất cả các thí sinh mà quý vị yêu mến với hai phương thức như sau. Đầu tiên đó chính là truy cập vào siêu ứng dụng giải trí Vion và bình chọn cho thí sinh mà các bạn yêu thích với mã số tương ứng như sau: Ocean mã số 01, mã số 02 Lady May, Phượng Hoàng Lửa mã số 03. Hoặc quý vị có thể soạn tin nhắn với cú pháp như sau: TMS khoảng cách X khoảng cách Y gửi về tổng đài 8500, trong đó X là mã số thí sinh quý vị yêu mến và Y là dự đoán số lượt bình chọn giống như bạn. Và thí sinh nào nhận được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ trở thành chủ nhân của chiếc cúp mặt nạ vàng. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi đêm công bố trao giải vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên HTV2, VChannel, Vi Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Cúp mặt nạ vàng sẽ được trao cho quán quân The Masked Singer Việt Nam dựa trên tổng số lượt bình chọn của khán giả thông qua hai cách. Cách 1, bình chọn online qua ứng dụng Vion hoặc truy cập đường link voting.vion.vn. Cách 2, soạn tin nhắn với cú pháp TMS khoảng cách X khoảng cách Y gửi 8500, trong đó X là mã số nhân vật, Y là dự đoán số người bình chọn giống bạn, cước phí 5.000 đồng một tin nhắn. Bình chọn cho Ocean với mã số 1, Lady May mã số 2 và Phượng Hoàng Lửa với mã số 3. Hãy bình chọn cho mascot bạn yêu thích để nhận được các phần quà giá trị 100 giải đồng hạng, mỗi giải bao gồm một gói Vion VIP 3 tháng và combo áo nón The Masked Singer Việt Nam. Bình chọn sẽ được bắt đầu từ 23 giờ 30 ngày 5 tháng 11 năm 2022. Tham gia ngay! Và thưa quý vị, như vậy chúng tôi cũng thay lời tạm biệt của Tí Nâu đến tất cả quý vị và xin khép lại đêm chung kết tại đây. Và chương trình The Masked Singer Việt Nam do Vion và VChannel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được theo dõi trọn bộ và sớm nhất The Masked Singer Việt Nam, thưởng thức hàng ngàn bộ phim, 5 giải bóng đá lớn nhất hành tinh và 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa từng, đối tác truyền thông chính thức của chúng tôi để cập nhật những nội dung độc quyền. Nhưng đây xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến nhà tài trợ chính của chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Và chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng hành Pepsi, sản khoái Pepsi bung cùng nhạc chất. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tập Gala. Yeah.
vật Tí Nâu đã mang đến cho Thùy Chi những năng lượng rất là tích cực, sự vui tươi, hồn nhiên, hóm hỉnh. Ở ngoài thì Chi có hát rất là nhiều những bài hát hơi buồn buồn rồi, nhưng mà trong The Masked Singer Việt Nam thì Chi đều chọn những điều gì để nó thực sự tích cực, bùng cháy để mang đến cho chính bản thân mình và mang đến cho tất cả khán giả xem chương trình. Tí Nâu xin chào tất cả mọi người. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.